nhận tờ giấy thông báo kết quả từ tay một bác sĩ trẻ. Tôi như không tin vào mắt mình khi một dòng chữ đập thẳng vào mắt. Ung thư dạ dày. Vị bác sĩ bảo tôi vào trong phòng của bác sĩ phụ trách để trao đổi thêm về bệnh tình của mình. Vừa đi, tôi như người mất hồn, vừa suy nghĩ nên mở lời thế nào để nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất với Chí. Tôi với Chí đã yêu nhau được 7 năm. 7 năm cho một cuộc tình cũng đã tính là dài cũng đã đến lúc chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Công việc của chúng tôi cũng xem như là đã tạm ổn. Công ty riêng mà tôi và anh chung tay xây dựng đã bắt đầu khởi sắc và bước đầu đem lại những lợi nhuận đầu tiên. Xe đã mua, nhà mới cũng đã được thanh toán xong. Chúng tôi đang cùng nhau chọn một bên để thiết kế lại nội thất, trang hoàng lại một chút trước ngày cưới. Nếu tôi không mắc phải căn bệnh này, có lẽ sang năm còn có một bạn nhỏ đáng yêu, thơm mùi sữa, nằm trong lòng tôi mà say giấc. đúng vậy, tôi đã có thai. hôm nay trí không về nhà ăn cơm, một mình tôi ở nhà nên tùy tiện vào bếp làm vài món qua loa để ăn với cơm. do so dự suốt buổi tối, xem nên nói với anh chuyện này như thế nào. suy cho cùng, chúng tôi đã quyết định là cuối năm nay sẽ kết hôn. bác sĩ khuyên tôi nên tự bỏ đứa bé này, tích cực phối hợp điều trị ông ấy bảo tôi còn trẻ như vậy thì xác suất chữa khỏi rất cao bệnh cũng chưa phải là giai đoạn xấu bảo tôi đừng lo sợ gì cả chữa xong rồi thì có con sau cũng được mà tôi chống tay lên cảm suy nghĩ chắc là sẽ không sao đâu tôi còn có trí mà anh sẽ cùng tôi chống lại căn bệnh này đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa tôi lật đật đứng dậy chạy ra mở cửa mở cửa ra chí say khướt được cô nhân viên vừa mới nhận chức thư ký đỡ lấy. Tôi chớp mắt. Cô ấy là Trúc. Trúc cúi đầu chào hỏi tôi. "Chị ạ, à, giám đốc phải gặp mặt xã giao nên uống nhiều quá. Xe em đã đậu vào lề đường ở dưới rồi, em xin phép về ạ." À. Trúc mặc một bộ váy lụa màu đỏ rượu vang, rất hợp với làn da trắng ngần của mình. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng với đôi má đỏ hồng cô ấy khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối rối cúi đầu chào tôi trước khi định quay gót rời đi tôi đỡ lấy đồ của chí từ tay của cô gái trẻ rồi mỉm cười đáp lại em định về bằng cái gì để chị đưa em về dạ không cần đâu ạ à. em bắt xe là về được rồi con gái đêm khuya đi về nguy hiểm lắm đợi chị một chút nói xong tôi quay vào nhà đắp tạm cho chí đang nằm ngủ say trên ghế sofa chiếc chăn mỏng rồi xỏ dép đóng cửa đi ra ngoài trên xe chúng tôi im lặng ngắm nhìn đường phố lung linh về đêm. Bỗng Trúc hỏi tôi. Chị Mai, khi nào thì hai người kết hôn vậy? Tôi hơi giật mình trước câu hỏi của Trúc, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mình, tôi mỉm cười. Chắc là phải đợi công ty ổn định thêm chút nữa. Chắc là khoảng hai năm nữa. Cô ấy im lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, rồi trả lời. Em biết rồi ạ. Trúc thở ơ trả lời tôi, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, như đang suy nghĩ tiếp gì đó. Đưa chúc về đến nơi, tôi lái xe về. Bỗng linh cảm cho tôi biết tôi phải làm gì đó. Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không có gì bất thường. Tôi chật lưỡi vì mình đã đa nghi quá. Bỗng tầm mắt của tôi rơi vào chiếc thùng rác nhỏ. Tôi đã để trên xe cạnh ghế lái cho Chí để anh tiện bỏ bã cao su. Chí có thói quen nhai kẹo cao su khi lái xe nên trong thùng rác thường chỉ có vỏ kẹo cao su và bã kẹo anh sẽ tự mình đổ đi khi đầy. Lúc nãy trước khi xuống xe, Trúc đã khẽ liếc mắt nhìn nó một chút. Tôi tháo nắp ra và đập vào mắt tôi là chiếc vỏ bao còn mới. Chất dịch vẫn đang chảy ra khiến tôi bàng hoàng. Tôi bỗng nghĩ đến việc Trúc mặc váy hai giây, khuôn mặt đỏ ửng. Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế. Chỉ vòn vẹn có một ngày mà thật nhiều việc đã diễn ra khiến tôi nhất thời không biết nên mở lời từ đâu. Tôi và Chí yêu nhau từ năm nhất đại học. Là anh ấy theo đuổi tôi. Khi ấy tôi đang làm thêm ở một quán bán hủ tiếu ven đường. Chí chỉ tình cờ đi ngang và bắt gặp tôi đang tất bật bê hủ tiếu cho khách. Anh ấy đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi tôi ngay từ giây phút ấy. Vậy là để theo đuổi tôi mà một thiếu gia con nhà giàu như Chí ngày nào cũng cắm rễ ở quán hủ tiếu lề đường suốt một năm trời. Thế rồi sự kiên trì của anh cũng đổi lại được cái gật đầu đồng ý của tôi. Nhưng từ đấy, cứ hễ ngửi thấy mùi hủ tiếu từ đằng xa là anh đã trợn rợn buồn nôn. Biết tôi không thích đàn ông hút thuốc, nhậu nhẹt, anh ấy bỏ hẳn thuốc lá, từ chối các cuộc vui với đám bạn nhà giàu. Đám bạn của anh ấy tỏ vẻ không hài lòng, nói rằng, chỉ vì gái mà bỏ bạn. Anh ấy chỉ cười rồi bảo, Cô ấy sẽ là vợ của tao, tất nhiên là phải hơn bọn mày rồi. Lúc nào có vợ thì bọn mày mới hiểu được. Thật ra, tôi vẫn luôn không biết tại sao Chí lại thích tôi. Anh ấy cao giáo, lại còn vừa giàu vừa đẹp trai. Khi tôi hỏi anh về chuyện đó, anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi rồi bảo. Chứ em không xinh đẹp sao? Yêu chính là yêu thôi, đâu cần lý do. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Đó là một buổi tối của những ngày cuối năm. Gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Tôi đem theo giỏ hoa quả run rẩy đứng trước mặt bố mẹ anh. Bố mẹ anh chỉ liếc tôi một cái, rồi khách sáo bảo tôi vào nhà dùng bữa. Suốt cả bữa cơm hôm ấy, trên chiếc bàn ăn rộng lớn, chỉ có Chí là nói chuyện với tôi. Sau khi ăn xong, mẹ của Chí đứng dậy và ra hiệu cho anh đi theo bà ra ngoài nói chuyện. Tôi thấy mình thật lẻ loi, cố thu mình trên chiếc ghế lớn màu cà phê sữa trong phòng khách. Ánh đèn của căn biệt thự tỏa ra thật chói mắt như soi dọn mọi ngóc ngách trong căn nhà khiến tôi cảm thấy mình như không có một chỗ trốn nào mà hoàn toàn bị phơi bày trước con mắt của mọi người chiếc áo khoác màu xanh da trời đã nhạt màu với chiếc quần kaki đã hơi bạc màu của tôi khiến tôi cảm thấy tự ti vô cùng nhưng biết làm sao đây đây là bộ đồ mới nhất của tôi người giúp việc bê đĩa hoa quả lên ánh mắt dừng lại trên người tôi môi bà ta khẽ nhếch lên mang theo ý cười nhạo Tôi cảm giác lòng tự trọng của mình bị ai khoét đi một miếng. Tôi nghe thấy tiếng nói tức giận của mẹ Trí vọng vào. Cô ta chắc chắn biết rằng con là người có tiền nhỉ? Sao con lại không nhìn ra chuyện đó chứ? Bình thường, con thông minh lắm mà. Trái tim tôi bỗng nhiên đau đến mức không thở nổi. Tôi cúi đầu thấp hơn, dùng sức bóp cánh tay, thầm nói với bản thân rằng không được khóc. Sau đó, bàn tay của chí nắm lấy cánh tay gầy guộc của tôi anh nói lớn. Chúng ta đi thôi. Con mà dám bước ra khỏi cửa thì đừng có mở về cái nhà này nữa. Một xu cũng đừng hòng con nhận được. Con có nghe không hả? Tiếng của mẹ anh ấy vang lên ngay sau đó. Tôi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì chỉ đã quay người lại. Anh với tay, dứt khoát mang theo giỏ hoa quả mà tôi đã mang tới rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi cửa. Trời đã về khuya, từng cơn gió lạnh lẽo thổi thốc vào người chúng tôi rét buốt tôi im lặng giả bước bên cạnh cái bóng cao lớn nhưng đơn độc của trí chúng tôi cứ im lặng mà đi cạnh nhau bàn tay của anh vẫn đan vào tay tôi không rời thành phố yên tĩnh đầy ánh đèn phát ra từ ngọn đèn trong các ngôi nhà thật ấm cúng nhưng không có ánh đèn nào thuộc về tôi tôi cúi đầu chân vẫn dạo bước chúng ta chia tay thôi anh ấy không nói lời nào tôi kiên nhẫn nhắc lại trí Chúng ta... Anh ấy bỗng xoay người ôm lấy tôi thật chặt. Khoảng khắc ấy trái tim tôi như hẫng một nhịp. Anh cứ im lặng ôm tôi như vậy thật lâu. Rồi anh đột nhiên mở miệng. Tiếng nói rất nhỏ nhưng vô cùng kiên định. Mai, có anh đây. Chúng ta sẽ có căn nhà cho riêng mình. Chỉ cần chúng ta luôn có nhau. Vậy là thấm thoát cũng đã được 5 năm. Tôi nhìn trí im lặng ngủ say trên sofa. Màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở lên xem. Là Trúc nhắn đến. Chị ấy đã đưa em về nhà rồi. Ông chủ yên tâm nhé. Trúc ngủ ngon. Tôi vô thức lướt lên xem những tin nhắn cũ hơn. Giám đốc trên nay ăn gì ạ? À? Chị ấy làm cơm hộp cho anh sao? Ừ. Thỉnh thoảng giám đốc ăn cơm với tụi em không được sao? Ngày mai đi. Tôi nhíu mày. Là ngày hôm trước Chí đã dặn tôi không cần dậy sớm làm cơm trưa cho anh tôi nhìn anh hỏi lý do thì anh chỉ bảo rằng dạo gần đây thấy tôi hơi mệt nên muốn tôi ngủ thêm một chút thì ra không phải sợ tôi mệt mà là đã có hẹn ăn cơm với người khác giám đốc khi nào anh kết hôn vậy không biết anh ấy nói không biết tôi buông điện thoại không kéo lên xem tiếp nữa cũng không cần thiết phải xem thêm trái tim tôi bị ai đó bóp đến nghẹt thở tôi loạn chọn đứng dậy mang sổ khám bệnh và quay thử thai để vào ngăn kéo cuối cùng trong chiếc bàn nhỏ ở phòng ngủ đặt cạnh sổ tiết kiệm của hai chúng tôi tôi bẩn thần cuộn người ngồi dưới góc giường chiếc đèn ngủ vàng nhạt tỏa ánh sáng ấm áp tôi đã nghĩ rằng khi tôi nói về bệnh tình của mình anh nhất định sẽ giống như trước đây ôm chặt tôi rồi bảo tôi đừng sợ tôi sẽ ôm anh mà khóc thật lớn nói rằng tôi cũng đã có thai rồi Chúng tôi đã mong chờ sẽ có cho mình những đứa con xinh xắn từ đã lâu. Căn nhà mà chúng tôi mới mua vốn là để dành một phòng cho trẻ con. Anh nói về sau sẽ sinh con gái, anh sẽ cùng con chơi và mua thật nhiều váy đẹp cho con bé. Sau đó anh sẽ vuốt tóc tôi mà bảo rằng, không sao, chỉ cần có tôi bên cạnh thì sau này chúng tôi sẽ lại có với nhau thêm thật nhiều đứa con nữa. Tôi sẽ khóc ầm lên mà nói rằng, nếu điều trị thì tóc của tôi rụng hết chẳng phải anh bảo anh yêu nhất là mái tóc dài đen nhánh của tôi hay sao lúc ấy anh sẽ hôn lên trán tôi mà bảo không sao chỉ cần là em thì dù có ra sao vẫn xinh đẹp khiến anh mê mẩn chị là tôi còn chưa bước chân ra khỏi bệnh viện thì anh ấy đã gọi điện đến anh nói rằng để một thời gian nữa hãy đi đăng ký kết hôn tôi lập tức đồng ý một thời gian nữa tôi khỏi bệnh rồi kết hôn cũng tốt. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội được bước lên lễ đường cùng anh. Bởi anh thật sự không còn yêu tôi như trước nữa. Sáng sớm hôm sau, Trí tỉnh dậy. Anh ngái ngủ đẩy cửa phòng bước vào. Thấy tôi ngồi đó, anh bất ngờ. Hỏi tôi làm sao vậy? Tôi lắc đầu, khuôn mặt mệt mỏi không nhìn anh. Không có gì, em định xin công ty cho nghỉ một thời gian. Chí mỉm cười, vươn tay định xoa đầu tôi. Nghỉ hẳn cũng được, em chỉ cần ở nhà thoải mái tận hưởng cuộc sống thôi. Anh nuôi em. Tôi nhẹ nhàng né tránh tay Chí. Chí có chút ngạc nhiên, bàn tay đang dơ lên giữa không trung gượng gạo thu lại. Anh ho khẽ. Sao lại xin nghỉ? Thấy mệt mỏi thôi, chắc em cần sạc lại năng lượng. Tính ra, tôi đã lao động không biết mệt mỏi gần 10 năm qua. Từ khi vào đại học, tôi đã vừa học vừa làm thêm. Khi mới tốt nghiệp là tôi nuôi anh. Thời gian đó chỉ cắt đứt với gia đình. Anh và anh em của mình chật vật gây dựng sự nghiệp. Kinh doanh mà, bước đầu lúc nào trả lỗ nhiều hơn lãi. Chúng tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ để có chỗ đi đi về về. Ngày qua ngày, thu không đủ chi. Tôi một mình làm ba công việc một lúc. Ngày thì 8 tiếng làm việc ở văn phòng. Chiều đến tranh thủ đi gia sư thêm Đến tối lại vùi mình vào soạn thảo thuê. Để tiết kiệm tiền, tôi chỉ dám đi xe buýt bằng vé tháng. Tôi cứ vật vờ trên xe buýt hết ngày này qua tháng khác. Có ngày tôi chỉ ngủ có 3 tiếng, mặt mũi bơ phờ, hai mắt thâm quầng. Lúc ấy, không có thời gian cũng chẳng có tiền. Đỉnh điểm nhất, còn có thời gian tôi và Trí không nói được với nhau câu nào cả một tuần. Nhưng dù muộn đến mấy thì anh ấy cũng sẽ về nhà. Có một lần anh quên mang chìa khóa, nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, nhìn tin nhắn ở điện thoại rồi vội vàng ra mở cửa thì anh đã ngồi ngoài cửa ngủ rồi. Anh sợ gõ cửa sẽ phiền tôi ngủ nên đơn giản là ngồi luôn ở ngoài mà ngủ. Anh biết tôi thích ăn nhất là thịt nướng, nhưng chúng tôi không có tiền nên đã lâu tôi không có ăn món đó. Hôm ấy là sinh nhật tôi, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế đá ở công viên. Anh đưa cho tôi một bát mì nóng hổi, trong cái lạnh mùa đông, chúng tôi đã cùng nhau ăn mì, đón sinh nhật của tôi. Anh đã nhìn tôi rồi chỉ vào một quán thịt nướng Hàn Quốc rất lớn phía trước. Sau này có tiền rồi, ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đến đây để ăn thịt nướng. Tôi bật cười, em sẽ thành con heo mất. Không có đâu, em xinh đẹp như thế này, dù có ăn bao nhiêu thịt nướng cũng không thể giấu đi chút nào. Anh chỉ giỏi xạo em, anh không có xạo em, anh nói thật đấy. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu. Chí còn đề nghị chúng tôi nghéo tay, miệng anh cong cong. Đề phòng sau này em nuốt lời, không chịu đi với anh nữa. Tôi bật cười rồi cũng đưa ngón tay út của mình ra. Chúng tôi nhìn nhau bật cười khanh khách. Sau này khi chúng tôi có tiền rồi thì tiệm thịt nướng đó lại đóng cửa, nên chúng tôi vẫn không thể ăn được ở đó. Nghĩ về những gì đã qua, tôi bỗng thấy vảnh mắt cay cay, có chút mệt mỏi từ tận đáy lòng. Chí nhận thấy sự bất thường của tôi, anh luống cuống ngồi thụp xuống cạnh tôi. Sao lại khóc? Có chuyện gì từ từ nói với anh? Không có gì, chỉ là không muốn đi làm, mệt mỏi quá thôi. Tôi dựa vào người anh. Chí vỗ nhẹ vào lưng tôi. Anh biết rồi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nếu không thì nghỉ hẳn cũng được. Đừng cố sức quá. Bảy năm qua, chàng trai trẻ giàu có ngông nghênh năm nào đã trở thành một người đàn ông chín chắn. Do so dự một chút, tôi ngước mắt nhìn anh. Chí, hôm nay anh có thể ở bên cạnh em được không? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Nếu anh ở lại với tôi, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với anh. Chúng tôi đã ở cạnh nhau 7 năm. Dù sao cũng nên thẳng thắn với nhau để cùng đưa ra quyết định. Chí mím môi nói nhanh. Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, nhưng anh sẽ về sớm em lên giường ngủ một giấc, anh sẽ về thật sớm, được không? Tôi buông lỏng tay, chị bế tôi đặt nhẹ lên giường rồi kéo chăn đắp cho tôi. Như thường lệ, hôn lên trán tôi một cái. Em ngủ ngoan nhé, anh sẽ về thật sớm. Tôi gật đầu khe khẽ. Có lẽ tôi phải một mình đưa ra quyết định rồi. Tôi ký tên một cách dứt khoát vào đơn cam kết mà vị bác sĩ đưa cho tôi. Ông ấy đẩy gọng kính rồi chăm chú nhìn tôi. Người nhà cô đồng ý không? nếu đến lúc thực hiện mà người nhà không đồng ý vẫn có thể hủy bỏ tôi không có người nhà cái gì tặng được thì tặng hết đi tôi nói nhanh như trốn tránh câu hỏi của vị bác sĩ vị bác sĩ thở dài rồi nói tiếp thật ra tình trạng của cô cũng không quá muộn phải lạc quan lên tâm trạng xấu sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình trị bệnh bằng hóa chất cùng các loại trị liệu khác sẽ ảnh hưởng đến thai nhi cho nên tôi đề nghị là tôi biết tôi đã tìm hiểu qua nếu là bệnh nhẹ còn có thể thử xem có lẽ mẹ con đều bình an nhưng tôi cũng đã suy nghĩ không thể để đứa bé này lẻ lo một mình trên cõi đời này giống như tôi đã từng tôi hỏi nhỏ thai 8 tuần sẽ lớn như thế nào vậy có tim thai rồi tôi ngạc nhiên nhìn bác sĩ ông gật đầu kiên quyết có rồi cô có muốn nghe một chút không thật tốt vậy là tốt quá rồi Bác sĩ cho tôi nghe tim thai của con, tiếng đập yếu ớt nhỏ xíu mà tôi phải nín thở mới nghe thấy được. Nước mắt tôi vô thức lăn dài. Tôi tính thử, nếu không có vấn đề gì thì tháng tư năm sau là sinh rồi. Tôi mỉm cười đặt tay lên bụng mình. Vị bác sĩ đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Cảm ơn bác sĩ. Về đến nhà tôi gọi một bàn thịt nướng về, nhắn cho Chí một câu bảo anh nhanh về. Miếng thịt bò đỏ ao xèo xèo mỡ trên cái vị nướng, mùi thơm mê người tỏa ra. Chí nướng miếng thịt vừa chín tới rồi gắp bỏ vào bát cho tôi. Tôi hào hứng ăn một miếng, vị ngon của nó khiến tôi hưng phấn. Chỉ là muốn nuốt xuống, lại nuốt không nổi. Nửa năm trước, tôi bắt đầu bị đau dạ dày. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Tôi nghĩ nguyên nhân là do bản thân thường xuyên không ăn cơm sáng. Các bữa ăn hàng ngày cũng không có quy luật ổn định. Ngày còn đi học, tôi bữa đói bữa no. Ăn cơm cũng chẳng bao giờ ăn vào giờ cơm. Sau này, vì công việc quá bận rộn, tôi cũng chỉ tranh thủ ăn vội vàng trong khi chờ xe buýt. Có hôm vội quá, lại bỏ bữa. Tôi che khăn giấy sát miệng rồi trộm nhè ra. Chí nhìn thấy tôi vội nói em muốn ăn chín hơn một chút anh định nói gì đó với tôi nhưng điện thoại thông báo có tin nhắn đến anh cúi đầu nhanh chóng nhắn tin lại trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười mà chính anh cũng không biết tôi liếc nhìn điện thoại anh là chúc nhắn tin đến giám đốc em muốn xin nghỉ hai ngày lý do sao cô không báo với nhân sự lý do tế nhị nên không muốn nói với người lạ tế nhị sao vâng em đến kỳ đau bụng quá nghỉ ngơi cho tốt cảm ơn giám đốc yêu anh quá tôi nhếch miệng khẽ mỉm cười cô thư ký này cũng quá là thủ đoạn rồi nhưng như thế này cũng quá là lộ liễu rồi tôi nhìn anh bất chợt tôi tự hỏi vì sao người bị bệnh lại là tôi nhỉ vì sao những kẻ tổn thương người khác lại có thể sống lâu như vậy tôi lên tiếng lát em muốn qua nhà mới xem một lát anh buông điện thoại nhìn tôi rồi gật đầu trên xe, Chí nghiêng người giúp tôi cài đai an toàn. Khi đụng tới cánh tay tôi thì nhíu mày. Em gầy đi sao? Lại giảm cân phải không? Em có béo đâu. Gần đây không ăn uống được. Tôi đáp, hai tháng nay tôi ở bên cạnh anh. Không còn đến kỳ nữa nên cũng không ở trong chăn mà ôm bụng kêu đau. Anh cũng quên hỏi. Đối với Trúc mà nói, tôi nghĩ có lẽ anh vẫn chưa phản bội tôi để yêu cô ấy. Bởi tất cả đều chưa rõ ràng nhưng có lẽ tình yêu trao cho tôi đã có chút dao động rồi anh có thể tuyển một thư ký nam thay vì một thư ký nữ trẻ chung điều đó sẽ khiến anh hạn chế những thủ đoạn ve vãn nhưng anh vẫn chọn chúc một khi đã dao động bước một bước kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi chúng tôi xuống xe đi bộ vào nhà mới nơi này sẽ có chỗ tản bộ vừa vào cửa có thể nhìn thấy rất nhiều cây cối và mấy cô cậu bé nhỏ chạy chơi trên những bãi cỏ xanh mướt. Có một cậu bé chạy nhanh quá nên đụng vào người tôi. Tôi theo bản năng lấy tay che bụng. Mẹ cậu bé nắm tay cậu đến xin lỗi tôi. Phúc, con xin lỗi chị ngay. Cậu bé lý nhí xin lỗi tôi. Mẹ cậu bé vẫn nói, chị ấy gầy như vậy, con đụng ngã chị ấy thì sao đây? Lần sau phải nhìn trước nhìn sau, nghe chưa? Cậu bé cúi đầu không nói lời nào. Tôi vội ngồi xuống vuốt tóc cậu bé. Không sao đâu, lần sau chú ý chút nhé. Mẹ cậu bé mỉm cười nhìn tôi. Hai người mới chuyển đến sao? Vâng, vậy chắc là vợ chồng mới cưới phải không nè? Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trí. Nhưng anh đã bước vào thang máy vừa mở. Tôi cũng vội chào mẹ cậu bé rồi bước theo sau. Tôi mở cửa sổ và mở đèn Gió lùa vào phòng khiến căn phòng như có thêm sinh khí. Tôi kéo tay anh hổ hởi nói. Anh nhìn xem phía bên kia đang xây dạp chiếu phim đấy. Sau này chúng ta tha hồ xem phim ở dạp rồi. Em sẽ dẫn con theo. Chí bật cười. Tôi nói tiếp. Nhà này nhiều phòng như vậy. Em sẽ dành cho anh một phòng để làm việc. Anh làm việc khiến em khó ngủ đấy. Chứ không phải lần trước em bảo đấy sẽ là phòng để em và con chơi nhà bóng hay sao? còn anh sẽ phải làm việc ở phòng khách nhân tiện ngắm em nấu cơm vậy sao đúng vậy em còn nói phòng của con sẽ sắm thật nhiều đồ chơi em muốn có cả một cái xích đu để con có thể đung đưa khi nghe em kể chuyện còn anh sẽ được nằm dài trên chiếc cầu trượt ở góc phòng tôi đứng ở bên cạnh cười nghe anh nói những chuyện tôi nói hóa ra anh đều nhớ kỹ chỉ là trước đây luôn nắm chặt tay tôi từ khi nào đã buông tay ra vậy tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống tôi lén lau nước mắt quay đi để anh không thấy được tôi gối đầu lên bờ vai anh dừng lại một lúc lâu mới nói chí em thật sự muốn quay lại như trước kia trước kia trước kia ta rất nghèo có gì tốt đâu mỗi ngày đều bị đói rồi bị khinh bỉ sao có thể được như hiện tại em muốn ăn thịt nướng thì chúng ta đi ăn Muốn xin nghỉ thì xin nghỉ 10 ngày, nửa tháng cũng được. Đúng vậy. Trước kia chúng tôi rất nghèo, có gì tốt đâu. Tôi mở vòi nước, bãi máu vừa bị nôn ra rất nhanh bị cuốn trôi hết, tất cả lại sạch sẽ lại như ban đầu. Tôi ngồi bần thần một lúc rồi mở ra xem xét số tiền mình đã để dành được trong những năm qua. Tất cả là mồ hôi và công sức của tôi. Chỗ tiền này nếu thằng bé ra đời cũng đủ để cho nó có thể sống thoải mái một chút, đúng không? Sau đó tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào vali rồi gọi xe. Tôi nhấc máy gọi cho trưởng phòng nhân sự của công ty của Chí. Đúng vậy, tôi muốn sa thải chút. Nghe đề nghị của tôi, chị ấy có vẻ ngập ngừng. Có chuyện gì sao? Em chỉ là cảm thấy không yên tâm thôi. Có những chuyện chắc không cần nói ra, chị cũng hiểu mà, đúng không? trưởng phòng nhân sự là do tôi tuyển. Chị ấy làm chung công ty với tôi, là một người rất có năng lực. Nhưng sau thời gian dài nghỉ sinh, đã bị công ty lấy cớ hủy hợp đồng. Là mẹ đơn thân, lại vừa sinh con, nên chẳng công ty nào muốn nhận, vì sợ chị không thể chu toàn. Tôi là người đã gọi chị về làm, bởi tôi cảm thấy nhìn chị giống như mình ngày trước, khó khăn vô cùng. Nghe tôi nói xong, chị im lặng một lúc rồi nói chị hiểu rồi. Dù sao thì hãy mạnh mẽ lên em nhé. Giám đốc Chí là một người tốt. Em cảm ơn. Có chuyện này em nhờ chị được không? Em nói đi. Tôi tắt máy rồi thở vào. Tôi không muốn người xấu lại được sống thành thơ như vậy. Xe đã tới, tôi đẩy vali rời đi. Trước khi đóng cửa, tôi quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà nhỏ. Phòng khách nhỏ với chiếc sofa màu kem là nơi tôi vẫn nằm lười biếng xem phim gió sẽ thổi bay chiếc rèm cửa màu trắng nhạt mang theo hơi mát. Máy giặt vẫn đang quay. Trước khi đi, tôi thuận tay đem quần áo bẩn bỏ vào. Cơ mà quên mất, hôm nay có lẽ không có ai phơi. Quần áo sẽ không có mùi cuộn nắng như bình thường. Chúng tôi ở đây 3 năm rồi. Mỗi một ngóc ngách đều có kỷ niệm chung của cả hai. Những thứ nhỏ bé đều là chúng tôi cùng nhau chọn, cùng nhau mang về và bày lên những cái ấm cái ly cho tới chậu hoa treo ngoài ban công mắt tôi có chút ướt tôi ngậm ngùi quay đi cánh cửa cũng được đóng lại cẩn thận tôi tắt điện thoại thản nhiên ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ có lẽ một lát nữa anh sẽ về để tìm tôi khi biết trúc bị sa thải tôi cũng đã thuận tay gửi mấy ảnh chụp màn hình tin nhắn của trúc và anh cho trưởng phòng nhân sự chắc chị ấy đã hiểu và gấp rút soạn quyết định tôi mở kính xe hít hà không khí quen thuộc này. Lần này rời đi, có lẽ sẽ chẳng gặp lại. Tôi nhập đếm những ngã tư đèn đỏ, quen thuộc đến mức nhắm mắt lại tôi cũng biết là đã đến cột đèn đỏ chỗ nào. Khi trí họp xong thì những ảnh chụp màn hình đó đã chuyển khắp công ty. Trúc chạy đến, cầm quyết định sa thải trên tay, khóc nức nở. Tôi không phải có ý đó, mọi người hiểu lầm rồi. Chuyện trí nghĩ đến đầu tiên là đi hỏi Mai anh yến răng bấm điện thoại gọi cho cô nhưng không được. Chí nhớ lại. Thì ra khi anh bảo hoãn kết hôn, cô không do dự mà liền đồng ý là đã có chuẩn bị trước. Ngày hôm nay là anh bẽ mặt như vậy là cô muốn trả thù anh. Anh gọi cho cô mấy lần nhưng đều không đổ chuông. Mà chưa bao giờ như vậy. Dù có thế nào, chỉ cần anh gọi là cô sẽ lập tức nhấc máy. Trên đường lái xe về, lửa giận của Chí nguội bớt bỗng nhiên anh cảm thấy hoảng loạn trong lòng cô ấy gần đây rất lạ cô ấy có chia tay với anh không anh chạy nhanh lên nhà máy giặt vẫn đang quay cửa sổ vẫn mở đón ánh nắng tràn vào anh có chút thở vào chắc cô đang đi dạo đâu đó anh không ngoại tình thứ trên xe cũng không phải của anh lịch sử trò chuyện cũng không có tin nào gần đây anh đối với trúc chỉ có một ít cảm mến thông thường cô ấy tràn ngập sức sống không có sự cung kính đối với cấp trên như những người khác khiến anh có cảm giác mới mẻ đã từng có chút để ý nhưng chưa vượt rào chỉ coi cô ấy là một người em gái đáng yêu mà thôi chỉ thế thôi mỗi lần mai ghen anh chỉ cần nghiêm túc xin lỗi rồi hứa sẽ dọn nhà và nấu cho cô một bữa thịt nướng là mọi chuyện sẽ được giải quyết lần này cũng sẽ như vậy mà thôi đã bên nhau 7 năm trời, chẳng thể vì một chuyện không đâu mà tan vỡ. 7 năm bên nhau, ghen tuông cũng không phải là hiếm. Chí ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ, yên lặng chờ mai về. Bỗng điện thoại đổ chuông, là trưởng phòng nhân sự gọi. Chí nhíu mày rồi ấn nút nghe. Giám đốc, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Sáng nay có vẻ mai đã rất buồn. Có thể cô ấy đã bỏ đi rồi. Cô nói cái gì vậy? tôi và Trúc hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy bỏ đi vì chuyện gì cơ chứ? Tôi biết, nhưng phụ nữ rất nhạy cảm. Giám đốc, anh nên đi tìm cô ấy và xin lỗi đi. Có thể cô ấy đã về nhà mẹ đẻ rồi. Sáng nay, tôi có nghe cô ấy bảo sẽ rời đi rồi yêu cầu tôi sa thải Trúc. Giọng cô ấy rất buồn. Tôi hiểu rồi. Rời nhà đi, cô ấy có thể đi nơi nào. Những cô gái khác sẽ khóc sướt mướt về nhà, chờ người yêu tới cửa xin lỗi. Cô ấy thì sao? Cô vừa sinh ra đã bị vứt bỏ trong công viên, một bà già nhặt ve chai đã nhặt được và nuôi cô khôn lớn. Lúc cô học trung học thì bà cũng qua đời rồi. Vì thế, nên cô luôn vừa học vừa làm, tự mình nuôi sống bản thân. Cô ấy có thể đi đâu? Anh lục tủ quần áo, phát hiện quần áo của cô vẫn còn rất nhiều, chỉ là giấy tờ tùy thân không thấy đâu hay cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa rồi sẽ về đã một ngày trôi qua mai vẫn chưa về lòng anh nóng như lửa đốt anh đi đi lại lại trong nhà lúc này anh mới nhớ lại gần đây mai quá khác thường cô đã thật lâu không ôm cánh tay anh làm nũng không đòi anh phải ôm thật chặt mỗi tối cũng không cười vui vẻ nữa ngày hôm đó khi cô tránh bàn tay anh hình bóng cô bỗng chốc xa với như không thể chạm tới. Anh nhớ rõ ánh mắt Mai khi bảo anh ở bên cô ấy một hôm. Nó đầy sự hy vọng và cả vụn vỡ. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra? Đã hai ngày, Mai không trở về. Chỉ lao đến đồn công an. Anh cảnh sát nhìn anh hỏi. Anh cùng người mất tích có quan hệ gì? Là chồng của cô ấy sao? Chí bỗng nhiên nghẹn lại. Anh nuốt nước bọt, khó khăn trả lời không phải. À, là bạn trai. Cảnh sát nam hiểu rõ gật đầu, nói là bạn trai bạn gái cãi nhau, bình thường. Chuyện này vẫn thường thấy, không nhất thiết phải làm đến mức này. Anh không phải người thân nên cảnh sát cũng khó mà lập thành án, mất tích. Chí thở dài ra về, bỗng anh nhớ ra rằng, Mai từng nói với anh, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nếu anh làm chuyện có lỗi với em. Lúc chia tay, tiền chúng ta kiếm được em đều mang đi là phí tổn thất cho thanh xuân của em. Cho nên không phải là cô giận dỗi mà là trực tiếp chia tay sao? Như vậy là cô đã lấy hết tiền và rời đi sao? Anh nhanh chóng quay về nhà, kéo ra ngăn kéo ở phòng ngủ. Sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng đều còn đủ, bên cạnh còn có gì đó. Anh cảm thấy mắt mình hoa đi, máu chảy từng đợt lên não, tê dần anh run rẩy cầm điện thoại lặp đi lặp lại vẫn chỉ nhận được lời báo tắt máy anh khuỵu xuống miệng lẩm nhẩm mai em nghe điện thoại đi anh xin em nghe điện thoại đi anh hoảng loạn tay nắm chặt sổ khám bệnh trong tay như muốn tìm một tia hy vọng từ những hàng chữ kia anh tỉ mỉ xem sổ khám bệnh mấy lần cô ấy bị bệnh sao cô ấy có thai sao cô ấy không nói anh tốm lấy tóc mình đau khổ tự trách Chí ngồi trước cửa bệnh viện, anh thấy được tên bác sĩ ở cuối sổ khám bệnh, chạy đến bệnh viện tìm. Vị bác sĩ đẩy gọng kính hỏi anh, "Anh và bệnh nhân có quan hệ gì?" "Tôi là bạn trai cô ấy." "Bạn trai, không phải người nhà. Chuyện liên quan đến sự riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho anh biết." "Bác sĩ, cầu xin ông, tôi hiện tại không tìm thấy cô ấy." Anh hoang mang vô cùng, chỉ còn có bác sĩ là hy vọng cuối cùng vị bác sĩ lắc đầu. Tôi không thể nói, bệnh nhân không nói, tôi cũng không thể nói. Bác sĩ nhìn người đàn ông lôi thôi trước mặt, ông khó chịu không muốn tiếp chuyện. Nếu là một người đàn ông tốt, lúc mai đến đây cũng sẽ không nói mình chỉ có một mình. Anh về đi, tôi còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ. Chí ngồi thẫn thờ trước cổng bệnh viện, nước mắt anh vô thức rơi xuống, nhìn dòng người hối hả tấp nập lướt qua, mọi người đều có nơi mình muốn đi nhưng anh lại không biết mình muốn đi đâu tay anh mân mê sổ khám bệnh của mai anh thấy được thời gian chuẩn đoán trên sổ khám bệnh tâm trí của anh bỗng quay về ngày hôm đó chính là ngày anh đã gọi cho mai đề nghị hoãn đám cưới của cả hai đó cũng là ngày mai biết mình bị ung thư đồng thời biết mình có thai là ngày tồi tệ nhất của mai lúc đó cô ấy đã cảm thấy như thế nào cô ấy chắc hẳn đã rất sợ hãi Cô ấy có phải đã khóc rất nhiều hay không? Anh không hề hay biết, ngày lúc ấy anh không ở bên cạnh cô. Lúc ấy anh đang ở đâu? Anh đang nâng ly với đối tác, anh uống cạn ly rượu vang đỏ cay nồng, cười xã giao với những người ở đó. Trúc uống thay anh mấy ly, má cô đỏ hồng, đôi mắt ướt át nhìn anh. Cô bảo hơi chóng mặt rồi khẽ tựa sát vào người anh. Trúc mặc váy hai dây màu đỏ, gợi cảm đến nóng mắt khi đó trong lòng anh đã có chút lay động sau đó anh liền gọi cuộc gọi kia nói với cô rằng việc kết hôn hoãn lại một thời gian nữa là anh cự tuyệt cô trước cho nên cô không nói gì cả mai là người như vậy một khi bị từ chối sẽ không bao giờ nói gì nữa bởi vì cô trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên trở nên rất nhạy cảm bởi những thứ mà cô muốn cô thường sẽ không chia sẻ với ai nhưng khi cô chia sẻ mà không nhận được sự chấp thuận thì sẽ không bao giờ nhắc lại. Giống như hồi trước, cô muốn nuôi mèo, nhưng lúc đó anh đã nói, nhà của chúng ta rất chật, bây giờ chưa nên nuôi đâu. Từ ngày hôm đó, mỗi khi gặp một chú mèo, cô ấy sẽ vui vẻ xoa đầu, nựng chúng một lát rồi lại thôi. Cũng sẽ đứng trước cửa hàng thú cưng, chăm chú nhìn những chú mèo đáng yêu ở trong đấy một lúc rồi vội vã rời đi cô ấy rõ ràng rất thích nhưng không bao giờ làm nũng hay năn nỉ anh thêm một lần nào nữa đáng lẽ anh nên mua một chú mèo trắng xinh đẹp để tặng cô ấy nhưng anh đã không làm thế chỉ là một con mèo mà thôi nếu muốn thì chẳng có gì là không nuôi được họ cũng đâu có thiếu thốn đến mức không lo được cho một con mèo cũng như việc kết hôn này tất cả đã được cô và anh hào hứng bản luận kết hôn là kết hôn thôi chuyện của tương lai từ từ cũng sẽ tới, đâu ai tính xa được cả mấy chục năm. Chỉ là anh cảm thấy hai người đã ở bên nhau, nằm gai nếm mật suốt 7 năm. 7 năm qua anh từ kẻ tay trắng ăn bám cô đến bây giờ có được như ngày hôm nay. 7 năm này đã ở cạnh nhau như vợ chồng, đối với nhau không có một chút gì phải giấu giếm, vậy thì kết hôn hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh thật là một kẻ tệ bạc chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi cũng không thể cho cô được chí vỏ đầu bức tai một lúc rồi anh bỗng nhớ đến bà của mai đã có lần cô nói với anh sẽ dẫn anh đến gặp bà khi đăng ký kết hôn cô sẽ để anh đọc cho bà nghe lúc ấy anh đã cười vui vẻ và gật đầu với cô anh không biết chính xác nó ở đâu nhưng anh biết ngôi làng ngày xưa cô ở tên gì chí vội vã lái xe đến đó một ngôi làng nhỏ, dân cư thưa thớt. Anh đi nửa ngày đến một cửa hàng nhỏ trong thôn. Bà chủ thấy người lạ tới thì có chút đề phòng. Anh gặp người chào rồi đưa cho bà xem ảnh chụp của Mai, hỏi tung tích của cô. Bà chủ nheo mắt, nhìn một lúc rồi à lên một tiếng. Mấy ngày trước, hình như cô gái này có tới. Không biết đã gặp phải chuyện gì, ngồi ở kia cả buổi trưa, không nói lời nào, cũng không để ý tới ai, sau đó lại một mình đi đâu mất, tôi không rõ. Chí gấp gáp hỏi, cô ấy ngồi ở đâu ạ? À? Bà chủ nhún vai, phía sau kia, đó là nghĩa trang cũ của làng này, muốn tới thì tôi dẫn anh tới. Chí dối rít cảm ơn, bà chủ nhanh nhẹn gọi người con dâu ra trông hàng giúp, rồi nhiệt tình dẫn anh băng qua mấy gọ đất. Đây, ngồi ở đây này. Một ngôi mộ chỉ nhô lên một chút, có lẽ vì sương gió qua thời gian đã gần san bằng nó. Không có tên, chỉ còn sót một chút tiền giấy mới được đốt. Mai không có người thân, chỉ có một người bà nuôi đã mất khi học trung học. Đáng lẽ anh phải là người nắm tay cô đứng ở đây, mỉm cười ôm cô vào lòng và đọc thật lớn đăng ký kết hôn của họ cho bà nghe. Tất cả là tại anh một người thân cô cũng không có nên mới muốn đến chỗ bà cô đã ngồi đây cả một buổi chiều đã suy nghĩ cái gì là kể tội của anh với bà hay một chữ cũng không nhắc tới anh anh chợt nhớ lại cô rất ít khi kể về bà cho anh nghe mỗi lần kể cô đều khóc rất lâu vậy nên dần dần anh cũng không hỏi cô nữa nhớ ngày anh mới khởi nghiệp hôm ấy anh có khách hàng đầu tiên vì muốn chu toàn nhất mà anh chạy đôn chạy đáo, đến mức không kịp ăn uống gì. Để không bị trễ giờ mà anh đã vứt xe sang một bên khi tắt đường, tự mình chạy bộ thật nhanh cả mấy cây số, đến mức ngã lăn. Chiếc quần vải rách một miếng lớn, máu dì ra đau buốt. Buổi tối, Mai cẩn thận giúp anh sát trùng rồi bôi thuốc. Anh không ngừng suýt xoa. Cô trách anh sao không cẩn thận một chút. Tiền kiếm được không dễ, nhưng cũng nên để ý đến bản thân một chút. Anh muốn chọc cô đã hết ầm lên khi cô thoa thuốc đỏ vào vết thương. Bỗng anh thấy cô im bặt, không nói thêm lời nào. Thế rồi những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống chân anh. Anh có chút ngạc nhiên, vội vàng xin lỗi cô. Ôi, đừng khóc mà, anh lừa em thôi, thật sự không đau. Mai vẫn khóc, anh không biết sao một người nhỏ bé như vậy lại có nhiều nước mắt đến thế cô khó khăn lắm mới lau khô nước mắt ngẩng đầu nhìn anh anh có nhà anh về nhà đi đừng vì em mà làm khổ mình nữa nào có cha mẹ nào thật sự không yêu thương con mình chẳng qua là lời nói lúc tức giận thôi anh đã quả quyết nói với cô không được họ không cần em anh cũng không cần họ em lại đuổi anh đi anh sẽ đi bụi với đám côn đồ đấy cô bỗng ngẩn người bật cười cô gái trước mắt này sao khóc và cười lại nhanh chóng đến vậy. Có đôi khi chính anh cũng nghĩ không ra. Nhưng dáng vẻ đó của cô đã khiến anh yêu cô điên cuồng. Sau đó là 5 năm tuổi trẻ tràn đầy, không có một lần nào quay lại nhà. Sau này, công ty cuối cùng cũng ổn định. Cô lại níu áo anh mà nói. Anh mua quà về nhà, nói xin lỗi với bác gái đi. Bà ấy hẳn là rất nhớ anh. Mai luôn khuyên anh trở về, không phải vì gia đình anh giàu có, chỉ là cô ấy không được trải nghiệm sự ấm áp của cha mẹ, chỉ là mềm lòng, rất dễ tha thứ cho người khác. Dù cho mẹ anh đã nói những lời khó nghe như vậy, cô ấy nói là mẹ không dễ dàng gì, 10 tháng mang thai vất vả lại nuôi lớn anh, đừng khiến bà đau lòng. Cô luôn nghĩ cho anh, luôn nghĩ cho những người xung quanh anh. Tháng 10, trời vào thu, từng làn gió thổi tung đám lá cây kêu xào xạc hơi lạnh khẽ len lỏi vào tầng áo mỏng, khiến anh khẽ run lên. Anh run run châm thuốc, nhưng phát hiện đôi tay mình tê cóng, không cầm nổi chiếc bật lửa. Cổ họng nghẹn đắng, anh như nghẹt thở, có gì đó khiến anh thấy chịu nặng. Anh muốn khóc cho nhẹ lòng, nhưng anh không làm được. Anh cảm thấy bức bối và mệt mỏi. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Chờ đến khi anh tìm được cô, lập tức đi mua cho cô một con mèo sau đó mặc kệ cô có đồng ý hay không, đều bế cô đến ủy ban, cùng nhau ký giấy đăng ký kết hôn. Sau này không bao giờ để cô động tay vào bất cứ thứ gì, cô sẽ chỉ ngồi đó cắm hoa, đọc sách và nằm ườn trên chiếc ghế sofa màu kem xem phim. Thì thoảng sẽ nũng nịu bảo, muốn ăn nho được lột vỏ sẵn. Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu không đối xử tốt với Mai. Mai giận cháu rồi, cháu không biết cô ấy còn chịu tha thứ cho cháu không? bà phù hộ cho cháu tìm được cô ấy được không cháu hứa sẽ không để cô ấy phải đau lòng thêm một lần nào nữa anh quỷ xuống thành tâm khấn trước ngôi mộ nhỏ điện thoại đổ chuông là bệnh viện gọi tới mai để số điện thoại của anh vào một người thân nên họ đã gọi tới anh vội vã quay về thành phố hộ lý trẻ nhìn anh rồi cảm thán cô ấy luôn mang theo thư hiến tạng bên người thật đáng tiếc còn trẻ tuổi như vậy mà mời anh vào trong này. Cổ họng anh nghẹn đắng, người lui tới bệnh viện đều vội vàng. Nơi này không thiếu chính là tiếng khóc than và nước mắt. Nơi này là nơi lằn danh sinh tử được thể hiện rõ ràng nhất, là nơi dạo chơi của thần chết. Anh đuổi theo cô, nhưng luôn chậm một bước. Cô thật sự chán ghét anh, nên cái gì cũng không để lại cho anh. Tất cả cô đều hiến cho người cần. Hộ lý lật dở hồ sơ, rồi nhìn anh nói hai người có quan hệ gì tôi là bạn trai của cô ấy theo quy định thì những thứ này không thể cho anh phải đưa cho người nhà tôi xin cô anh nắm lấy ống tay áo hộ lý nặng nề quỷ xuống chưa bao giờ anh cảm thấy ghét hai từ bạn trai đến như vậy tại sao là bạn trai mà không phải là chồng là bạn trai anh chẳng có tư cách gì để tìm cô để đón cô về Hộ lý ôm hộp đồ, vẻ mặt khó xử. Anh khẩn cậu nhắc lại. Cậu xin cô, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Cậu xin cô. Người qua lại đều ngó lại xem. Vài người xì xầm bàn tán. Hộ lý khổ sở nói. Anh như thế này tôi cũng rất khó xử. Nhưng thứ này đều phải giao cho cảnh sát, để người nhà tới nhận. Nếu không có người nhà thì sao? Khả năng là bị tiêu hủy. Tóm lại là không có khả năng tùy tiện cho người khác một tiếng sét đánh thẳng vào anh. Anh có chút choáng váng. Bỗng có bàn tay cố đỡ anh dậy. Một người phụ nữ cúi gặp người xin lỗi hộ lý. Giọng một người phụ nữ vang lên. Giám đốc, đừng làm khó người ta nữa. Người ta cũng làm đúng công việc thôi. Là trưởng phòng nhân sự, cô ấy cũng được mai ghi số điện thoại vào một người thân. Cô ấy sợ anh sẽ không tới hoặc anh không kịp tới. Hay anh bận. Thu, trưởng phòng nhân sự ở công ty anh là người mà cô đã đặc biệt xin anh nhận vào. Thu đỡ anh ngồi lên ghế băng dài trên hành lang bệnh viện rồi nói. Không có đồ gì đáng giá. Để tôi tìm bạn bè làm cảnh sát xem có thể châm trước cho không. Anh cứ yên tâm. Thu nhìn khuôn mặt vô hồn hốc hác của Chí lo lắng hỏi. Anh vẫn chưa ăn uống gì đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì nhé. Nếu không ăn thì không có sức để đợi nhận được đồ của cô ấy đâu. Thu nói mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý. Giọng anh khàn khàn vang lên, "Tôi muốn ăn hủ tiếu, cô đưa tôi đi được không?" Thu khẽ gật đầu, cô đi theo anh ra xe, họ dừng lại trước cổng trường đại học. Quán hủ tiếu Lề Đường vẫn còn mở. Anh có chút vui mừng, bà chủ nhận ra anh ngay khi anh bước vào, bà vui vẻ tiến tới vỗ vỗ vào lưng anh. "Chí phải không con?" Rồi bà nhìn ra sau, thấy một cô gái lạ thì hỏi, Mai đâu? Nó không đi cùng con sao? Con bé này lâu nay không thấy tới. Anh chỉ mỉm cười gượng gạo mà không đáp. Hủ tiếu nóng hổi được bê lên. Một bát không hạnh cho anh. Một bát thêm trứng cho cô. Mùi hủ tiếu làm anh có chút dùng mình. Lúc cảm giác buồn nôn nảy lên, anh ép chính mình phải nuốt xuống. Thu cao mày nhìn anh ăn hết hai bát hủ tiếu. Ăn đến mức khổ sở anh ăn hết rồi vẫn rũ đầu không nói lời nào thu nhìn anh thấy từng giọt nước mắt rơi xuống anh cúi đầu thật thấp khóc không thành tiếng tôi muốn cưới cô ấy nhưng tôi không biết mai còn muốn gả cho tôi không nữa tôi không bao giờ biết được tôi là thằng đàn ông tồi tệ thu chỉ biết vỗ vai anh an ủi cô không biết phải nói gì cô giúp anh lấy lại được điện thoại của mai mật khẩu là sinh nhật anh anh biết. Đầu tiên là tin nhắn của anh được gửi đến một loạt khi vừa mở máy. Em đừng giận, chờ em trở về, chúng ta đi mua một con mèo được không? Mai, em đừng bướng nữa, em thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh đi. Mai, sao em lại vô lý mà làm như vậy chứ? Mọi chuyện không phải như vậy. Em làm như vậy, có nghĩ tới anh ở công ty phải xử lý dư luận thế nào không? Những tin nhắn này cô ấy không hề đọc. Còn có một tin nhắn của bác sĩ phụ trách. Bác sĩ ngại quá, lại quấy giày bác rồi. Tôi thật sự không có ai để có thể nói chuyện được. Hai tin nhắn cách nhau khoảng nửa tiếng. Cô ấy nói. Bác sĩ, tôi thật sự sợ hãi. Tôi không muốn chết. Bác sĩ có lẽ đang ngủ, không trả lời cô ấy. Cô ấy không nhắn nữa. Chắc là không muốn quấy giày người khác. Đó là ngày ăn thịt nướng xong về nhà. Ba giờ sáng, anh ở bên cạnh cô ngủ say cô vậy mà thà cùng một vị bác sĩ có duyên gặp vài lần nói chuyện cũng không muốn đánh thức anh cô đối với anh đã có bao nhiêu thất vọng mà không thể tâm sự anh lại xem tiếp bác sĩ không phải nói bệnh của tôi mới ở giai đoạn đầu thôi sao sao hôm nay lại thành giai đoạn cuối rồi thể trạng của mỗi người là khác nhau cơ thể của cô quá yếu với lại vì muốn giữ lại đứa bé mà không điều trị nên tế bào ung thư rất nhanh phát triển tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ anh ngơ ngác ngồi dưới đất mở tất cả các mục tìm kiếm mà cô xem qua cô ấy tìm kiếm quần áo của trẻ con quần áo mùa đông cho nam và việc đăng ký khai sinh cho con khi không có bố cô ấy tìm kiếm ung thư dạ dày giai đoạn cuối mang thai ung thư dạ dày sống được bao lâu anh bỗng nhớ đến ngày đó cô nói chí em thật muốn quay lại như trước kia cô muốn quay lại quá khứ vì ở đó có một chàng trai luôn nồng nhiệt theo đuổi cô chàng trai ấy sẽ vì theo đuổi cô mà ngày ngày đến ăn hủ tiếu tới một năm trời sẽ ở bên cạnh cô thời điểm cô khổ sợ nhất sẽ ở thời điểm cả hai chỉ có hai bàn tay trắng kiên định ôm cô vào lòng nói anh phải cho em một ngôi nhà chúng ta sẽ không cần phải đi khắp nơi tìm chỗ ở không ai có thể đuổi chúng ta đi vậy mà anh lại chẳng thèm suy nghĩ mà nói với cô rằng trước kia trước kia chúng ta rất nghèo có gì tốt đâu anh còn nhớ ngày mà mai đồng ý làm bạn gái anh hôm ấy anh ôm bó hoa hướng dương loại hoa cô thích nhất hồi hộp chờ ở dưới gốc cây trò già sau trường mỗi khi gió thổi những quả trò rụng xuống quay tít trong không trung. Đây là lần thứ 10 anh tỏ tình với cô, nhưng vẫn run như lần đầu. Anh cứ nghĩ cô sẽ lại từ chối. Nhưng lần này, Mai lại e thẹn gật đầu, nhận lấy bó hoa của anh. Giây phút ấy, những quả trò bỗng ảo ảo bay xuống theo một cơn gió nổi. Nụ cười của Mai rực rỡ trong ánh chiều tà. Chàng trai đó sẽ không giống anh hiện tại. Nói yêu cô, nhưng lại để cô chờ đợi. Người thực sự muốn rời đi sẽ không ồn ào. Người đó chỉ chọn một buổi chiều trời trong nắng ấm, khoác lên chiếc áo khoác thường xuyên mặc, ra cửa, sau đó không còn trở về nữa. Thu ngập ngừng nói với anh, cô ấy trước khi rời đi có nhờ tôi một chuyện, dặn là không được nói với anh. Cô nói đi, cô ấy có gửi cho tôi cái này. Thu lấy ra cuốn sổ tiết kiệm nhỏ đưa cho anh là số tiền mà mai đã cố gắng tích cóp bấy lâu nay cô đã chun mũi khi anh hỏi sao phải để dành từng đồng lẻ như vậy muốn gì anh đều có thể mua cho cô mai giấu cuốn sổ vào ngăn tủ rồi nói lỡ sau này anh bỏ rơi em thì em còn có đường lui chứ sao anh lại bỏ rơi em được ngập quá thu nhìn anh rồi nói tiếp cô ấy đưa cho tôi và dặn nếu con của cô ấy có thể sống hãy thay cô ấy chăm sóc nó. Cô ấy nói nếu không được, hãy đưa số tiền này vào cô nhi viện. Đứa bé còn quá nhỏ để có thể ra đời. Có lẽ cô ấy cũng đã biết trước điều đó. Nên tôi... Chí mỉm cười gật đầu, anh mân mê cuốn sổ trong tay. Cô ấy biết cô ấy và đứa bé sẽ đi cùng nhau. Cô ấy sẽ chẳng cô đơn khi ở trên kia. Cũng tốt, chỉ có anh là cô đơn ở nơi này một mình anh bắt đầu mất ngủ. Có đôi khi, chính anh cũng không rõ là tỉnh hay mơ. Bác sĩ nội ý khoa thần kinh cũng không chịu kê cho anh nhiều thuốc. Thuốc chỉ kê cho anh nửa viên, không cho thêm. Anh thường có ảo giác rằng mai vẫn còn đâu đây. Nước ấm vẫn còn, bếp vẫn đỏ lửa, dầu gội của cô còn chưa hết. Khăn lông vẫn treo ở phòng tắm. Cô thường nói với anh, mùi hương này cô rất thích. Là mùi bồ kết mà ngày xưa bà vẫn nấu cho cô tắm anh sẽ dụi đầu vào tóc cô mà hít hà. Cô trước kia hay hỏi anh vì sao thích cô. Anh nói là do thích mái tóc dài đen nhánh của cô, cả nụ cười dịu dàng như ánh chiều của cô. Thật ra, anh yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó anh vừa trốn học đi nghênh ngang ra khỏi cổng trường thì thấy cô tặng một phần hủ tiếu nóng hổi cho một bà già nhặt ve chai. Nói với bà là miễn phí, nhưng thực ra là trộm thanh toán phần ăn đó rồi. Lúc ấy là mùa thu, ánh đèn mờ nhạt trong xương sớm chiếu lên mặt cô. Anh còn tưởng lúc đó mình đã thấy một thiên sứ. Anh muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ đó như của riêng mình, nên khi được hỏi tại sao lại thích cô, anh liền vội nói thích mái tóc dài của cô. Thật ra tóc ngắn hay dài đều được, đầu chọc cũng chẳng sao, anh đều thích mà. Chẳng qua là cô tốt bụng thì tốt bụng, nhưng cũng rất thủ dai. Chỉ vì giận anh mà rời đi, cũng đem mọi thứ đi quên góp hết. Một chút gì cũng không để lại cho anh. Khiến anh muốn đến một nơi để xin lỗi cũng không có. Mùi hương của cô trong nhà cũng dần nhạt phai. Thật kỳ lạ, trên người con gái thật ra có một loại mùi hương. Mùi hương của cô luôn khiến anh cảm thấy an tâm. Giống như chú mèo phơi mình dưới nắng ấm giống như chiếc chăn ấm áp mùa đông, giống hết thảy những đồ vật quen thuộc, không nói rõ được. Khi anh mất ngủ hay sinh bệnh, chỉ cần thuận tay ôm cô vào lòng, sau đó chôn mặt vào cổ cô. Thật giống như người bệnh đã đến bệnh viện, lập tức thấy an lòng. Bên người đều là đồ của cô, trong phòng còn mùi hương của cô, giống như ở một buổi chiều nắng ấm. Cô sẽ bất ngờ mở cửa, sau đó tươi cười nói với anh. Thế nào? bị em lừa đi anh có phải khóc thật không đấy được rồi đừng có tức giận em rửa bát được chưa thật ra khi người thân yêu rời đi không phải thời điểm khổ sở nhất khổ sở nhất chính là trong căn nhà quen thuộc nọ và một buổi chiều yên tĩnh mở cửa trở về thấy không còn hơi ấm đèn chưa bật và đêm khuya xoay người bên gối trống không kỷ niệm mới là thứ ăn mòn chúng ta từng chút một, anh cho vào miệng một nắm thuốc, cố gắng nuốt xuống. trước khi mi mắt kéo lại, anh thầm ước nguyện, xin trở về ngày hôm ấy. hàng năm, quả trò quay tít trong không trung, những quả trò không hương không sắc, nhưng lại có một vẻ đẹp mê đắm lòng người. đó là lúc cơn gió đa tình, nếu chúng rời khỏi cảnh cao, trò nâu nắm lấy tay gió xoay tròn cuộc tình ngắn ngủi của chúng kết thúc chóng vánh khi trò nâu nằm im lìm dưới mặt đất mặc cho người ta dẫm lên còn cơn gió lại tiếp tục đắm chìm với những người tỉnh mới thế đấy nhưng chí ít trò nâu đã một lần đẹp rực rỡ trước khi bị lãng quên hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu Câu chuyện tình yêu của mỗi người là những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chúng ta hãy đối xử với nhau bằng cả tấm lòng và luôn hướng về nhau để không phải hối tiếc. Hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý khán thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. cả cái xóm nhà tranh này, không ai là không biết đến nhà bà Năm. Bà nổi tiếng khắp vùng vì cái thói chua ngoa, cay độc của mình. Bà có ba đứa con, chồng bà mất khi đi đánh cá trên biển. Người ta báo không tìm thấy xác, để lại một tay bà với ba đứa con nheo nhóc. Hoàn cảnh là thế, nhưng bà không chừa được cái thói đỏ đen. Được đồng nào, bà nướng sạch đồng đó, bỏ mặc ba đứa con có gì ăn nấy ấy thế mà, ba đứa con đứa nào đứa nấy thông minh, chăm chỉ. Lớn hơn một chút thì phụ mẹ làm việc nhà, ai thuê gì làm nấy. Ba chị em rau cháo nuôi nhau. Cái con đen, chị cả trong nhà, người nó đen nhẻm, y như cái tên của nó. Học hết lớp 5, đã phải nghỉ học giữa trường đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền nuôi em. Ngày nó tròn 18 tuổi, được thằng Tín xóm trên qua dạm hỏi cưới bà năm thách cưới năm chị vàng nhà bên đồng ý thế là xong con đen đi lấy chồng nghe đâu giờ đã hay nách hai con mà kể cái số con đen cũng khổ chồng nó rượu chè bê bết cả ngày lại được thêm mẹ chồng suốt ngày chỉ chiết không biết đẻ con trai đã mấy bận nó định đưa con về nhà ngoại nhưng chỉ mới mở miệng bà năm đã sang sảnh gái lớn lấy chồng như bát nước đổ đi nhà này không chứa chấp cái loại bỏ chồng bỏ con đâu nhé. Con đen nghe thế thì nuốt vội nước mắt vào trong, lại ôm con quay về, nhẫn nhịn hết ngày này qua tháng khác. Lại nói đến con đũi. Con đũi có đỡ hơn chị nó, học hết lớp 9. Má nó bảo, con gái còn đứa, học gì cho lắm, kiếm được tấm chồng tử tế có phải hơn không? Thế là nó nghỉ học ở nhà đi làm thuê quốc mướn kiếm tiền. Bà Năm bảo là sau nó còn thằng út, năm nay mới học lớp 4, phải dáng mà nuôi nó ăn học cho thành tài. Bà bảo chẳng trông chờ gì vào cái lũ vịt rời, chỉ còn biết trông mong vào thằng út. Bà kêu thằng út là tiền. Cái tên y như mong ước, hy vọng của cả đời bà vậy. Kể cũng lạ, còn đũi nó cứ làm hùng hộp như trâu ngoài đồng cả ngày, thế nhưng nước da của nó lại cứ trắng mơn mởn ra càng làm việc ngoài trời thì gò má nó lại càng ửng hồng. Đôi mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh nước. Bà Nam bảo nó giống bố. Ngày xưa, chỉ vì cái đẹp mã đẹp trai của ông mà bà can tâm tình nguyện gả cho ông. Buổi chiều hôm ấy, vừa mới đi làm đồng về, vừa bước chân vào nhà, bà Năm đã hí hửng. Đũi, mày đổi đời rồi con ơi! Sao thế mẹ? Có chuyện gì ạ? Mày biết thằng Đượm, còn bà Điệp xóm trên không hử? Mẹ nó vừa mới dạm hỏi mày đấy. Mày vào nhà đó thì coi như đời mày hết khổ rồi con nhá. Mẹ, mẹ nói gì thế? Thẳng đượm nó bị điên mà. Sao con lấy được? Mẹ ăn nói linh tinh cái gì thế? Điên đâu mà điên? Nhà nó giàu thế. Mày chỉ cần đẻ đứa con trai thì tiền để đâu cho hết. Thế thì mẹ đi mà lấy. Con không thèm lấy chồng khùng. Mày cãi lời tao hả? Hay mày muốn tao tự vẫn cho mày vừa lòng hả? Con đũi ngồi phịch xuống Ánh mắt nó thẫn thờ Chị hai nó hôm qua mới dấm dúi bảo nó Lên thành phố đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ Chờ ở nhà mãi Kiểu gì cũng bị gả cho trai làng Nó còn chưa kịp đi Thì đã bị mẹ ép hôn thế này Âu cũng là số phận của nó Thôi thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Cả cái làng này đứa nào cũng thế Chứ có phải chỉ có mỗi mình nó đâu Sáng ngày hôm sau, mới bảnh mắt, tiếng bà Năm đã lanh lảnh. Đũi, dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, mày còn định ngủ nữa hả? À? Dậy mần thịt con gà, nấu bát canh, lát nữa nhà trai qua coi mắt. Con đũi vâng dạ rồi sắn tay vào làm việc. Gì chứ, ba cái việc bếp núc nó làm từ bé, thoáng cái là xong. Vừa làm, nó còn nghĩ không biết mai mốt đi lấy chồng, mẹ nó có nấu cho thằng Tiền được bữa cơm tử tế hay không? Hay là đến lượt thằng Tiền phải phục vụ mẹ nó? Nghĩ đến đây, nó thở dài kết thượt. Đũi, lên đây mẹ bảo. Có việc gì à mẹ? Mày vào trong, thay bộ đồ này vào cho tươm tất. Đũi ướm thử bộ đồ mới trong tay, hít hà mùi đồ mới mà đã lâu nó chưa được ngửi. Xoay xoay một vòng, chỉ là bộ đồ màu hồng cánh sen quê mùa mà khoác lên người trông khác hẳn. Bà năm cười tít mắt, nghĩ bụng, con gái mình xinh đẹp thế này, dễ phải thách cưới đến cả cây vàng chứ chẳng chơi. Thằng đó còn bị điên nữa, dễ gì có đứa chịu lấy. Nhìn đứa con gái ngây thơ còn vui vẻ trong tà áo mới, lại nghĩ đến khoản nợ đánh bạc thằng tèo vừa thông báo hôm qua. Bà lại cắn răng, tặc lưỡi. Thôi coi như mày báo hiếu tao nốt lần này có tiếng nói rôm rả dạ ngoài ngõ vọng vào tiếng bà năm bừng tỉnh bà năm đâu rồi ra mà đón thông gia này tiếng bà mai lành lạnh bà năm đon đả chạy ra bà mai nhanh nhẹn dẫn gia đình bà điệp đi vào đầy đủ cả con hương chị gái đượm cùng chồng nó là hiệp thêm cả con hồng em gái đượm chỉ vắng mặt mỗi mình đượm mời cả nhà mình vào ngồi chơi sơi nước. Nhà tranh đơn sơ, chiếc ghế gỗ ọp ẹp đã lâu không được tu sửa, càng tô thêm cái sự nghèo nàn của nhà bà Năm. Bà đon đả tiếp khách. Chị thông cảm, anh nhà em mới mất, mấy mẹ con cũng vất vả dữ lắm. Đũi đâu rồi? Ra đây cho mẹ chồng xem mặt. Con đũi từ nhà trong cũng thẹn thùng bước ra, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, Bà Điệp nhìn thấy con đũi thì ưng lắm, mặt mày sáng sủa, nhanh nhẹn. Bộ áo rộng thùng thình cũng không che nổi cái vòng mông căng tròn của nó. Tướng tá này dễ mà đẻ con trai lắm đây. Đấy, chị xem, em đã bảo rồi, con bé này nó xinh đẹp lanh lợi nhất vùng đấy. Siêng năng chịu khó, việc gì cũng biết làm. Tiếng bà Mai ra vẻ tự hào lắm. Ừ, tốt lắm, tốt lắm. Rồi bà quay sang bà Năm nhẹ giọng. Không giấu gì chị Năm. Thằng đượm nhà tôi, nó vốn không được khỏe, nên không có dẫn sang đây. Có gì mong chị và cháu đuổi đây bỏ quá. Dạ, chị khách sáo quá. Nhà tôi sao cũng được, không dám đòi hỏi nhiều ạ. Buổi dạm hỏi cứ thế là xong. Con đuổi được gặp cả nhà chồng, trừ mỗi chồng là chưa biết mặt. Mẹ chồng, em chồng nó ưng, anh rể nó cũng ưng chỉ có mỗi hương, chị gái đượm là ghét đũi ra mặt. Hôm gả cái đũi, nhà trai mang sang cả một cây vàng. Bà Năm cười đến không khép được miệng. Chỉ có con đen, nó thương em đến đứt ruột đứt gan. Lựa lúc nhà vơi khách, nó gào lên. Mẹ, mẹ thấy con chưa đủ khổ hay sao mà còn đòi gả con đũi cho thằng điên hả mẹ? Mày bé bé cái mồm thôi. Mẹ đúng là máu lạnh vô tình ngoài tiện ra mẹ có còn biết đến chúng con nữa không bà năm im bặt chắc bà cũng thấy ăn năn hối hận thế nhưng ván đã đóng thuyền vàng bà đã nhận chẳng thay đổi được gì còn đủ ý cứ thế mà bước chân vào làm dâu nhà giàu bà mai dẫn nó bước từng bước vào cánh cổng nhà bà điệp cái cổng nhà to đồ sộ nổi bật giữa xóm nhà tranh vách lá người không biết thì bảo nó chuột xa chỉnh gạo mấy chốc mà đổi đời. Còn người biết thì lại tặc lưỡi, thấy thương cho con nhỏ. Mới 17-18 tuổi đầu, mơn mờn mà đi lấy phải thằng chồng điên. Còn nó, nó đâu biết rằng nó đang chuẩn bị bước vào nơi gan hùm mật gấu. Nơi hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều. Bình Minh dần ló dạng sau lũy che làng. Mới 4 giờ sáng, con đũi đã dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà hôm nay là ngày đầu tiên nó về làm dâu mẹ nó dặn phải dậy sớm nấu nướng dọn dẹp không được để phật ý người lớn trong nhà cô đuổi sao cô dậy sớm thế không ngủ chút nữa tiếng chị loan phụ việc dưới bếp hỏi nó dạ con quen giấc rồi đến giờ này không ngủ được nữa ạ à? chị loan này được cái tính hồ hởi nhiệt tình cái gì cũng phải biết cho bằng được tối qua tân hôn thế nào? Cậu đượm, cậu ấy có nhiệt tình không? Đũi đang bắt dở ấm nước, bỗng đực mặt ra, đứng ngẩn tỏ te. Nó nhớ lại tối qua, cái đêm mà ai cũng gọi là đêm tân hôn. Đượm, chồng nó cứ đứng nhìn nó ngờ ngạch, lâu lâu lại cười một cái trông rõ ngốc. Đúng là người ta bảo nó điên, quả không sai. Lúc bà Điệp dẫn thằng Đượm vào phòng, còn nháy mắt dặn nó. Đượm, Nhớ việc mẹ dặn nghe chưa con? Con đũi ngồi trên giường đỏ mặt tía tai. Làm việc gì? Thì nó thừa biết. ấy thế mà thằng đượm lại lôi trong tủ ra một bộ xếp hình. Nó bảo phải xếp cái này ở trên, cái kia ở dưới. Đẩy cái này vào trong cái này, khiến con đũi cười đến mỏi cảm miệng. Đời thù ở nhà ai? Đêm tân hôn, nó lại ngồi chơi trò chơi xếp hình cùng chồng cơ chứ. Nó nào đâu có dám nói thật với chị Lan, chỉ âm ư, ừ, cười cười cho qua chuyện. 7 giờ sáng, cả nhà lục cục dậy. Con đũi nhanh nhẹn dọn sẵn một bàn đồ ăn. Con mời mẹ, mời anh chị sơi cơm ạ. Bà Điệp gật gật, tỏ vẻ ưng bụng lắm. Cái hồng em gái đượm còn nhanh nhảu. Đồ ăn nhìn hấp dẫn quá mẹ ha. Chị đũi thế mà khéo tay. Ừ, cô cũng 18-20 rồi đấy. Không lo nữ công gia tránh mà lấy chồng. Kẻo sau này không thằng nào nó rước nổi đâu. Xì, sì, con trả thèm. Có lấy chồng con cũng bắt về ở rể như chị Hương này này, cả đời có phải nấu nướng cái gì đâu. Con Hương đang gặm dở miếng thịt, nó quắc mắt lên lườm. Ai cho mà mày ở? Mày tưởng ai cũng được sướng như tao, lấy được anh hiệp, chịu ở rể cho nhà mình đấy à? Anh nhỉ? Vừa nói, Hương vừa quay mặt sang, hôn chuột một cái vào mặt hiệp. Con Hồng thấy thế thì lẻ lưỡi nhíu mày. Hương với Hồng là chị em, nhưng mà hai đứa tính cách khác biệt một trời một vực. Còn Hương ngoa ngoắt, chua ngoa đến đâu thì cái Hồng lại dễ thương, hiền lành đến đấy. Nó chỉ chướng mắt mỗi lão chồng con Hương. Lão ấy nổi tiếng là bám váy vợ, cả ngày chỉ biết bù khố say xịn với đám bạn. Còn có cái máu dê sồm trong người. Thế mà mỗi lần làm gì sai, miệng lưỡi lại ton tót, nói ngon nói ngọt là con hương lại sụi lơ bà điệp nhìn hai đứa con trí chóe mà chỉ biết lắc đầu cười trừ bà điệp chiều con hương đến cả cái làng này cũng biết chiều quá nhiều lúc người ngoài còn nghĩ chắc con hương mới là con ruột của bà cũng bởi cái thói nuông chiều quá trớn của bà mà hương ngày càng hống hách chẳng coi ai ra gì có bận nó còn khoe khoang với lũ bạn nó thẳng đượm nó khùng vậy làm được trò chống gì? Thẳng tít con trai tao sau này lớn lên, dễ mà làm chủ cái cơ ngơi này lắm. Không biết là nó nhất thời khoe khoang với lũ bạn hay đó vốn là suy nghĩ trong đầu của vợ chồng con Hương nữa. Đang ăn dở bữa cơm, thấy thằng Đượm cứ ngồi trọt trọt vào bát cơm, miệng cười ngờ ngạch, nước dãi chảy tùm lum. Bà Điệp bảo, đũi, con ăn lẹ lên rồi đút cơm cho chồng. Con Đũi vừa mới bưng bát cơm, từ nãy đến giờ cứ lúi húi sắp món trong bếp, đã kịp ăn miếng gì vào miệng đâu. Vội vội vàng vàng nhai nốt miếng cơm rồi quay qua chăm sóc chồng. Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng cũng tạm gọi là yên bình. Ngày ngày, con Đũi cứ hùng hục làm như giúp việc trong nhà. Nó chẳng có ý thức gì mình là vợ thẳng đượm. Sáng sớm dọn dẹp ba bốn gian nhà, quét sân trước sân sau, đi chợ nấu nướng rồi tối đến lại chơi mấy trò trẻ con với thằng đượm cho đến khi mệt lạ người ngủ thiếp đi thấm thoát con đũi cũng đã lấy chồng được hai tháng hôm đó nhà bác cả có rỗ, cả nhà bà điệp cũng được mời cũng tính để cả vợ chồng thằng đượm đi nhưng con hương nó không chịu mẹ mẹ cho con đũi sang nhà bác cả làm gì cho xấu mặt ra người ngợm thì quê mùa một mình thằng đượm là được rồi chị hương chị nói thế mà nghe được à chị đuổi cũng lấy về nhà mình hai tháng rồi còn gì cái hồng tỏ vẻ khó chịu tao không chịu nó đi thì tao ở nhà bà điệp thấy hai con sắp cãi nhau xuống nước làm hòa thôi cho con đuổi ở nhà nó quán xuyến công việc thế thằng chồng mày đâu sao không thấy mặt mũi đâu con hương được mẹ bênh thì vênh váo ra mặt anh hiệp anh ấy đi công việc từ tối qua chắc là không kịp về đâu mẹ thôi mình đi kẻo trễ giờ cây hồng nghe thấy thế thì hừ một cái rõ to công việc gì cái ông anh rể quý hóa đấy chắc là lại bù khố rượu trẻ ở đâu cả đêm không về chứ công việc lên xuống gì cái lão ấy thế là cả nhà lại lục đục kéo nhau đi để lại con đuối ở nhà nó cũng chẳng mấy bận tâm cái hương mà không nói nó cũng định chối nữa nó chỉ quen loay xoay trong mấy gian bếp, tranh thủ trồng thêm ít rau củ ngoài vườn. Tầm 10 giờ sáng, chợt nhớ lúc sáng trước khi đi, con Hương có dặn vào phòng lau dọn cho nó. Đuổi nhanh chân và dọn dẹp, chứ không, lát nó về mà thấy phòng ốc còn bừa bộn, thì lại làm lớn chuyện. Đang loay hoay lau bản ghế, thì có ai đó phía sau vỗ mạnh cái bốp vào mông nó. Đuổi giật mình, quay ngoắt lại. Anh Hiệt, anh làm gì thế? À, cô đuổi đây à? Sao hôm nay lại mò vào phòng tôi thế này? Chị Hương có dặn em vào phòng dọn dẹp. Anh đi đâu về mà người toàn mùi rượu nồng nặc thế này? đuổi vừa nói, vừa gión rén bước ra ngoài. Từ ngày về làm dâu, mỗi lần thấy ánh mắt của anh dể nó là sống lưng nó lại ớn lạnh. Ấy, em vào đây ngồi uống nước, làm gì mà vội thế? Vừa nói, Hiệp vừa nhanh tay, đóng sập cánh cửa lại. Đũi bắt đầu hoảng, không biết phải làm gì, tay chân lóng ngóng. Anh đi nghỉ đi, em còn bận giờ việc dưới bếp. Hiệp nhanh chóng ôm chầm lấy con đũi, cái tay nó bắt đầu lần mò xuống vòng mông căng tròn của đũi. Đũi là toáng lên. Anh làm gì đấy? Buông ra, tôi hết toáng lên bây giờ. Bé bé cái mồm thôi, chiều anh đi rồi anh cho mày tiền tôi không cần tôi có chồng rồi anh thả tôi ra thằng chồng điên của mày không chiều nổi mày đâu để anh giúp mày sung sướng nói rồi hiệp xô con đũi ngã ngựa ra giường cái mồm nồng nặc mùi rượu của nó cứ hôn trùn trụt vào khuôn mặt đũi con bé vùng vẫy mãi chẳng thể thoát nổi vòng tay của hiệp hiệp xé toạc cái áo đũi đang mặc sờ soạn khuôn ngực đầy đặn nõn nà của đũi đang tính xé cái quần của đũi thì con đũi vớ được cái đèn ngủ bên giường, phang vào đầu thẳng Hiệp. Bị bất ngờ nên Hiệp dừng tay, tát vào mặt đũi mấy cái liền, đến bật cả máu. Còn khốn, mày lại dám đánh ông, ông cho mày chết. Thằng Hiệp đang định xé toạc quần ngoài của đũi thì ngoài sân có tiếng xì xào. Đũi dùng hết sức gào thét lên. Có ai không? Cứu tôi với! Người ngoài sân lập tức bước vào. Không ai khác đó chính là Hương. Vừa vào nhà đã thấy cảnh trai trên gái dưới, lại còn trên chính cái giường của mình, nó chu chéo lên. Ôi trời ơi, làng nước ơi, vào đây mà xem, em dâu quyến rũ anh rể. Vừa nói, nó vừa xông tới đá thằng Hiệp ra ngoài, đánh túi bụi vào mặt, vào người đũi. Còn đũi đau đến cong cả người. Thằng Hiệp thấy bị lộ thì trở mặt. Em về rồi à? Con đũi nó khuyến rũ anh. Em xem, anh đã kịp làm gì nó đâu Còn khốn này mẹ tao rước mày về làm vợ em tao chứ không phải để cho mày lăng loàn mất nết tao giết mày luôn nghe thấy tiếng động lớn cả nhà bà điệp thằng đượm cùng cái hồng chạy ùa vào chị làm cái gì đấy chị định đánh chết em dâu à cái hồng hết toáng lên tao chính là muốn đánh chết nó cho chừa cái thói lăng loàn lén phén với chồng bà con thôi đi còn ra cái hệ thống gì nữa hả hai đứa bay mặc quần áo vào, lên nhà nói chuyện. Bà Điệp tức tối. Đến lúc này con Hương mới chịu dừng tay, người ngợm cái đũi cũng bầm dập cả rồi. Khuôn mặt sưng đỏ vì bị đánh, khóe miệng còn dỉ máu, áo quần sọc sạch. Nó đưa mắt nhìn thẳng đượm, ánh mắt đượm nhìn nó có vẻ gì đó lạ lắm, không giống kẻ điên. Trong thoáng chốc, đuổi nghĩ, thẳng đượm, nó giả điên vội vàng về phòng thay bộ quần áo đuổi lê tấm thân nặng trịch ra ngoài phòng khách nó xấu hổ đến không ngẩng mặt lên được xón rén ngồi cạnh bên cái hồng khốm núm mẹ mẹ tính sao đi cái loại hư thân mất nết tranh thủ nhà không có ai định vào phòng quyến rũ anh rể may mà con về kịp nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra bà điệp vẫn chậm ngâm không nói gì thẳng đượm giờ phút này nó ngồi im như tượng chỉ đưa mắt chân chân nhìn đũi con đũi nó cứ nắm chặt tay áo đến thở cũng không dám thở mạnh giờ đây nó chẳng biết phải bấu víu vào ai cả căn nhà rộng lớn chẳng có ai đứng về phe nó đến cả cái người nó gọi bằng chồng cũng chỉ biết đưa mắt chân chân nhìn về phía nó mẹ đuổi quách nó đi về nhà đi bắt mẹ nó trả lại hồi môn cho nhà mình Dước về đứa khác cho thằng đượm Đuổi nghe thế mà run bẩn bật. Nếu bị đuổi về, bà Năm không biết có xé xác nó ra không. Màng tiếng quyến rũ anh rể, rồi còn cả một cây vàng, nó biết đảo đâu ra để trả lại bây giờ. Chị Hương, chuyện đâu còn có đó, chị nói chị đuổi quyến rũ anh Hiệp. Thế chị có bằng chứng không? Chị đuổi nhìn cũng biết, không phải dạng người đó. Còn anh Hiệp, anh ấy tòm tem bên ngoài bao nhiêu lần rồi? Chị quên thật, hay giả vờ quên thế hả? tiếng cái hồng cất lên khiến cho đuổi thở vào một cái. Ơn trời, cuối cùng cũng có người mở lời giúp nó. Mày lại vì người ngoài mà quay lại nói xấu chị mày thế à? Em không bênh, em chỉ nói lẽ phải. Chồng chị thế nào, chị tự biết, cần em phải nhắc lại hay sao? Thấy bầu không khí căng thẳng quá mức, bà Điệp cất lời. Thôi được rồi, chị là hiểu lầm, đứa nào về phòng đứa nấy Chuyện này lần sau cấm có được tái phạm trong căn nhà này, nghe không? Bà vừa nói vừa quay sang liếc xéo thằng Hiệp một cái, khiến nó sờn cả gai ốc. Nói là thế, nhưng từ bận ấy, bà Điệp ghét con đuổi ra mặt. Không còn ra vẻ yêu thương nó trước mặt nữa. Bà bắt nó làm đủ mọi việc, từ trên nhà xuống dưới bếp, từ ngoài vườn cho tới ra đồng. Việc lớn, việc nhỏ, gì cũng đến tay nó. Đã thế, nó làm gì cũng bị chị chồng hạch sách, bắt bẻ. Bữa cơm nào cũng bị chê lên chê xuống. "Chị Hồng, chị muốn ngon thì chị xuống mà nấu. Chị Đũi có phải người làm đâu mà cứ phải hầu hạ mỗi chị thế?" Tao góp ý em dâu một hai câu mà cũng đến lượt mày phải ý kiến à? "Chị Loan, cả nhà ăn xong rồi, chị dọn bàn giúp em với." "Chị Đũi đã ăn đâu? Từ nãy giờ còn bận đút cơm cho anh Đượm, đã được miếng nào vào bụng đâu?" cái đũi biết ý cũng chẳng dám đôi co gì nhiều chị không đói lát nữa chị ăn sau cảm ơn cô hồng nhiều thực bụng đũi cảm ơn cái hồng nhiều lắm nếu không có những lần hồng giải vây cho nó không biết nó có còn yên ổn trong căn nhà này đến tận giờ hay không nữa màn đêm buông xuống sau khung cửa sổ có lẽ đây là thời điểm hiếm hoi trong ngày đũi tìm thấy được một nơi yên ổn để chú mình lặng nhìn màn đêm nó cảm thấy cô đơn đến khó tả. Về làm dâu đã được nửa năm, nó vẫn lạc lõng giữa ngôi nhà này. Nó nhớ đến khoảng thời gian được sống ở nhà. Dù có khó khăn vất vả, nhưng vẫn còn có mẹ, có em trai, có cả chị hai. Bất giác, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đuổi ăn đi. Đượm cầm trên tay gói bánh mì, đuổi quay lại nhìn người mà nó gọi là chồng. Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc khóc lúc cười, trước mắt người ngoài. Thế nhưng lúc này, đượm không còn cái vẻ ngây ngốc đó nữa. Anh nhìn nó, ánh mắt có chút gì đó thương xót lắm. Anh lấy bánh mì ở đâu thế? Cô Hồng cho tôi, đuổi ăn đi kẻo đói. Nhai miếng bánh mì trong miệng, đuổi cảm thấy đắng ngắt, khô khốc. Nỗi tủi thân ùa về khiến nó bật khóc nức nở. Thằng đượm cứ ngồi yên nhìn nó khóc hồi lâu nó nói đuổi ăn đi rồi còn đi ngủ mai mốt tôi cho đuổi về nhà với mẹ chịu không con đuổi đang khóc mặt mũi tèm lem cũng ngạc nhiên ngửa mặt nhìn lại người vừa nói câu đó giọng nói chững chạc điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành không có vẻ gì là ngây ngốc cả anh nói thật ư thật chỉ cần một hai tháng nữa đuổi sẽ được về nhà không phải ở trong nhà này nữa đâu anh Đượm, anh không điên có phải không? Đượm không nói gì, chỉ lên giường, chùm chăn đi ngủ, bỏ mặc đuổi với ngộn ngang, với hàng đống suy nghĩ phía sau. Thật ra, Đượm không hề điên. Anh giả điên với mục đích tìm ra chân tướng cái chết của cha mình. Năm năm trước, lúc anh mới vừa chân ướt chân giáo lên thành phố đi học, thì hay tin bố ở dưới quê đã mất. Anh tức tốc quay về nhà thì chỉ còn xác của bố nằm lạnh lẽo ở đó. Nỗi đau quá lớn khiến anh khóc ngất đi. Đến khi tỉnh lại, bác sĩ chuẩn đoán do chịu đựng cú sốc quá lớn nên khiến tâm trí của anh không còn bình thường. Ký ức quay về thời còn nhỏ, tưởng tượng mình là đứa trẻ 5, 6 tuổi. Đúng là 3 năm đầu anh có bệnh thật. Thế nhưng, buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, ký ức của anh bỗng quay về anh biết rõ mình đã khỏi hoàn toàn. Thế nhưng, anh chưa vội nói với gia đình. Anh muốn tìm ra chân tướng sự việc cái chết của bố anh. Chắc chắn đã có uẩn khúc gì đó, vì từ trước khi bố mất, anh đã phát hiện ra mẹ anh, bà Điệp có nhân tình ở bên ngoài. Anh giả ngây giả ngô cũng được hai năm. Anh muốn thu thập thêm chứng cứ, anh muốn tìm lại tờ di chúc của bố cùng với sổ đỏ đất đai ruộng vườn mà bố anh để lại. Thời cơ sắp chín mùi thì đùng cái, bà Điệp lấy vợ cho anh, khiến cho kế hoạch của anh khựng lại. Anh muốn dò xét xem liệu đũi có phải là tay trong mà bà Điệp gài vào hay không. Thế nhưng nhìn thái độ ghét bỏ của bà Điệp dành cho đũi thì anh chắc chắn một điều. Đũi chỉ là cô bé nhà quê lương thiện, vô tình bị cuốn vào gia đình của anh mà thôi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đũi thấy trong người khoan khoái lạ thường. Nó biết nó sắp được về nhà với mẹ rồi. Không hiểu sao, nó tin lời đượm lắm. Nó biết đượm giả điên. Chắc chắn có uẩn khúc. Nó không tiện xen vào. Nó chỉ biết chồng nó không bị điên. Và chồng nó hứa sẽ cho nó thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ này. Nơi có bà mẹ chồng và chị chồng cay độc. Cùng với gã anh rể suốt ngày nhòm ngó một buổi chiều mưa gió cuối tháng 6, trời đang nắng bỗng đổ mưa như chan như chút. Con đũi sáng sợ đi đóng tất cả cửa sổ trong nhà. Khớm, cái nhà thế mà rộng. Cả nó và hai người làm, chia nhau đi đóng mà không kịp. Cả người ngợm nó dính mưa ướt như chuột. Lúc đóng cửa xong bước vội vào phòng, một tiếng sét inh tai phía sau làm nó giật bắn mình. Hú hồn, may mà vào nhà kịp nó vừa nói vừa chấn an tinh thần vừa vào phòng đã nhìn thấy đượm đang ngồi trên ghế ánh mắt anh nhìn xa xăm rơi chúng vào cơ thể đuổi. chiếc áo mỏng tang dính nước mưa dán chặt vào cơ thể con gái đương thị trổ mã khiến anh không thể rời mắt cảm nhận được ánh nhìn của đượm đuổi ngượng chín mặt ấp a à, ấp úng em mới đi đóng cửa mưa to quá trở tay không kịp để em đi thay đồ nói rồi đũi nhanh chóng thay bộ quần áo khác không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng đây là lần đầu tiên đũi cảm nhận thấy ánh mắt của đượm nóng rực như vậy nó và anh trên danh nghĩa đã là vợ chồng đượm cũng đã cho cô biết anh không hề điên thế nhưng anh chưa bao giờ có hành động nào vượt quá giới hạn với nó những lúc ở trong phòng đũi luôn nhìn trộm chồng mình anh có khuôn mặt nam tính góc cạnh, làn da rám nắng, khuôn người rắn giỏi. Đũi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Đũi cũng chỉ là con gái mới lớn, chưa biết yêu là gì. Ở cùng phòng với một người đàn ông như vậy, ít nhiều cũng khiến nó rung động. Đang mông lung suy nghĩ, đượm cất tiếng. Việc của tôi cũng gần xong, chỉ đợi thời cơ chín mùi nữa, em sẽ được về nhà. Vâng, cảm ơn anh. Không hiểu sao, Nghe lời này, tâm trạng của đũi bỗng trùng xuống. Cũng đúng, thiếu gia đẹp trai tài giỏi như anh, thiếu gì người theo đuổi mà phải lấy đứa con gái quê mùa như nó, cơ chứ. Nửa đêm đang ngủ, nó bỗng cảm giác thấy bên giường trống trơn. Đượm đã không còn ở trong phòng. Anh ra ngoài giờ này có việc gì? Có phải trước đây mỗi đêm anh đều lén ra ngoài làm việc gì đó mà nó không hề hay biết không? Nghĩ bụng, đuổi lại ngủ thiếp đi sáng mai dậy nó còn ngổn ngang biết bao nhiêu việc nữa. bà điệp coi nó có khác gì đứa ở trong nhà đâu, mà không đối với chị loan với con đào với thẳng tư bà ấy còn đối xử tốt hơn với nó nữa. bữa sáng hôm đó cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì bà điệp thông báo ba ngày nữa là tới đám rỗ ông hiền bố chồng con đuổi, đuổi nghĩ bụng lại một núi việc đang chờ cô nữa len lén mắt nhìn sang đượm ánh mắt của anh trầm tư phức tạp lắm tuy đã nói rõ sự thật với đũi nhưng trước mặt mọi người đượm vẫn là thằng khùng ngây ngốc như hồi nào đũi cũng thầm khen cho anh bao nhiêu năm giả khùng giả điên mà chẳng ai phát hiện ra anh đóng kịch không biết việc hệ trọng mà anh nói sắp sửa làm xong là việc gì đũi mẹ ăn nhanh lên còn dọn dẹp Lát đi qua chợ nhớ mua cho ta bó hoa về để cắm trong phòng. Đang suy nghĩ thẩn thơ thì tiếng nói chua ngoa của con hương cắt đứt dòng suy nghĩ của đũi. Nó một dạ hai vâng rồi nhanh chóng lùa vội bát cơm vào miệng. Lúc nào cũng thế, bữa cơm nào đũi cũng chẳng dám ăn no. Cả nhà ăn sắp xong rồi, nó mới cầm đũa gắp thức ăn mà nào có được ăn thoải mái. Chỉ mới gắp một hai gắp, cái con hương đã nguyết ngang nguyết dọc. Chẳng biết có phải con Hương nó sợ đuổi sinh được con trai, dành tài sản với con trai nó không, mà nó cứ tìm cách để bắt bẻ đuổi mãi thôi. Mấy ngày sau đó, con đuổi quần quật cả ngày trong bếp. Trước bữa rỗ hai ngày, cô dì chú bác nội ngoại hai bên đều có mặt. Từ việc lớn đến việc nhỏ, việc gì cũng đến tay con đuổi. Từ tờ mờ sáng, nó đã vội ra chợ mua đồ thực phẩm, tất tả về nấu đồ ăn cho mấy chục con người, đến tận 9-10 giờ tối mới xong việc. Trở về phòng, ngả lưng xuống giường một cái là nó chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Chỉ cần cố gắng ngày mai nữa là xong. Nó tự nhủ lòng mình như vậy, cũng chẳng kịp để ý mấy hôm nay đượm đều không về phòng. Anh cứ thoát ẩn thoát hiện, cũng chẳng ai thèm để ý đến một gã khùng, gã điên như anh làm gì. Sáng sớm, đồng hồ mới điểm 3 giờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc, con đũi đã lầm lũi dậy để chuẩn bị đồ cúng dỗ Bà Điệp giao cho nó quán xuyến cả 20 mâm cỗ. Bà thuê một đầu bếp trên thành phố xuống để nấu. Còn đâu, mọi việc sắp xếp mâm bản ra sao, một tay đũi lo liệu hết. Cái con thế mà giỏi, chỉ đạo đâu ra đấy, khiến cho con Hương cũng không bắt được lỗi nào để mà chỉ chiết. Bữa dỗ diễn ra náo nhiệt linh đình. Mỗi lần nhà có việc, con Hương đều ra dáng mình là chủ trong nhà. Dẫn theo thằng cu tít đi chúc rượu anh em nội ngoại. Chẳng ai đếm xỉa đến đượm. Giờ này đang chui rúc ở xó xịn nào nữa. Có lẽ đó cũng là kế hoạch của đượm. Nhân tiện nhà đông người, đượm lẻn vào phòng của bà Điệp. Tay cầm chìa khóa tủ, vừa mới đánh cháo được. Anh Lục tìm hồi lâu, giữa đống một ngang giấy tờ. Cuối cùng, mắt anh sáng rực khi tìm được một sấp hồ sơ được bọc kỹ càng. Nước mắt anh ứa ra. Kế hoạch mấy năm trời của anh cuối cùng đã sắp thành công. Tối đó xong việc, đủ ý tranh thủ tắm rửa rồi đi nghỉ sớm. Mệt mỏi dã rời mấy ngày trời. Giờ cô mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Đang thiêu thiêu ngủ thì đượm về phòng. Anh không bật đèn mà mò mẫm đi vào giường ngủ. Đũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Anh Đượm, anh đi đâu cả ngày hôm nay mà em không thấy? Không có tiếng trả lời, Dũy định quay qua hỏi lại thì Đượm ôm chặt lấy cô, miệng lẩm bẩm. "Thảo Anh, sao em không đợi anh? Em đã hứa chỉ yêu mình anh mà." Mùi cơ thể đàn ông nóng bỏng hòa vào hơi men rượu phả vào mặt, khiến Đũi say sậm mặt mày. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm, Đượm mới thân mật với cô như vậy. Thế nhưng, người anh nhớ đâu phải là cô. Anh đượm, anh say rồi sao? Em là đũi, không phải Thảo Anh. Anh nhớ em, anh yêu em, Thảo Anh. Không hiểu sao, trái tim của đũi như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Cô không hiểu vì sao trái tim mình lại đau đớn khi nghe anh gọi tên người con gái khác như vậy. Đuổi gắng hết sức đẩy anh ra. Đượm, anh say rồi, thả em ra. Đuổi càng dãy ruộng, Đượm lại càng ôm chặt nó vào lòng, bàn tay của anh tham lam lần mò vào trong áo cô, tiến đến khuôn ngực đầy đặn nở nang của nó. Đượm cũng là đàn ông, anh cũng có phản ứng sinh lý bình thường. Hơn nửa năm cùng với đuổi nằm trên chiếc giường này, mùi thơm con gái phả vào mũi khiến anh phải cố gắng kiềm chế hết mức. Huống chi đêm nay anh còn say rượu, anh dường như không thể kiểm soát nội chính mình. Anh thì thào, đuổi cho anh được không nó không nghe nhầm đượm đang gọi tên nó không phải là tên cô gái tên liên nào đó lòng nó mềm xèo nó với đượm là vợ chồng kia mà dù cho mai mốt đượm có bảo nó quay lại nhà mẹ thì nó cũng là gái đã một đời chồng có ai mà tin nó còn trong trắng đâu bàn tay của đượm càng ngày càng tham lam lần mò xuống phía dưới hai chân nó hơi thở nóng rực của anh càng ngày càng tiến sát vào mặt nó. Nó im lặng để cho anh tiến tới. Dường như cảm nhận được sự đồng ý của đũi, đượm nhanh chóng hôn lên đôi môi nó. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi mãnh liệt dần. Lần đầu tiên trong đời, đũi biết thế nào là hôn, biết thế nào là tim đập thỉnh thịch, biết thế nào là đau đớn của lần đầu dâng hiến, biết thế nào cảm giác đê mê khi thăng hoa cùng người mình yêu. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, phía đầu giường có một tờ giấy của đượm để lại. Đũi, em hãy quay trở về nhà mẹ. Xin lỗi em vì chuyện tối qua. Cảm ơn em vì những ngày qua đã giúp đỡ tôi. Tờ giấy ngắn gọn cùng với một sấp tiền mặt. 10 triệu, một số tiền rất lớn đối với đũi lúc bấy giờ. Không hiểu sao, trong lòng nó bây giờ lại hụt hẫng đến lạ. Rõ ràng nó muốn thoát khỏi cái nhà này vô cùng. Thế nhưng dường như có thứ gì đó ở đây níu nó lại. Giờ đây khi được quay về, nó lại có chút không nỡ. Còn đũi dọn dẹp quần áo, hành lý của nó chẳng có bao nhiêu. Chỉ vòn vẹn vài ba bộ quần áo lúc mang đến. Giờ mang đi cũng chẳng có hơn. Có chăng là thêm một sấp tiền của đượm cho. Nó giấu vào góc túi. Nó và đượm cũng chẳng đăng ký kết hôn. Cứ thế anh và nó chấm dứt như chưa từng có chuyện gì. Nó lần nữa đến chào tạm biệt bà Điệp. Nhưng nghĩ lại thôi, quay đầu lại một lần nhìn căn nhà rộng lớn mà nó ở hơn nửa năm qua. Tờ mở sáng, mọi người còn đang chìm vào giấc ngủ. Căn nhà im ắng, cô đơn đến nao lòng. Khép vội cánh cổng, nó cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đây nữa. Chẳng có lý do gì để đến đây một lần nữa năm năm sau mẹ mẹ ơi vừa thấy bóng dáng mẹ nó lấp ló ngoài cửa lớp mẫu giáo thằng đăng đã mừng rỡ hết toáng lên chạy vội ra ôm chầm lấy mẹ Cô cậu vùi đầu vào cổ mẹ hít hà cho đỡ nhớ cái mùi của mẹ đũi mỉm cười ôm chầm lấy con trai vào lòng hôm nay đi học có ngoan không con có ạ à? hôm nay con ăn được hai bát cơm đầy mẹ thấy con có giỏi không ạ giỏi lắm con trai của mẹ là giỏi nhất luôn đũi cười tít mắt hạnh phúc hạnh phúc giờ đây của cô chỉ có đứa con trai nhỏ hơn bốn tuổi này nó là niềm vui hy vọng sống giữa cuộc đời cay đắng của cô ngày ấy khi bước chân về nhà ngoại đũi ngỡ ngàng khi biết mẹ và em trai của cô đã trốn nợ và bỏ đi biệt xứ suốt cả tuần nay Ngày đầu vì thiếu nợ đám côn đồ, bọn chúng đến xiết nợ cả ngày lẫn đêm nên bà Năm phải dẫn theo thằng Tiền đi trốn ngay trong đêm. Chẳng ai biết bà đã đi đâu. Bọn chủ nợ không biết phải bắt đền ai, đành ôm cục tức ra về. Đũi, mày về nhà có việc gì thế? Bác tư hàng xóm thấy con đũi đứng tần ngần trước cổng hội lâu thì chạy sang hỏi. Cháu về thăm mẹ. Bác tư, sao thế ạ? Mày trốn nhanh lên, bọn chủ nợ nó đang tìm giáo giết. Nó mà biết mày là con bản năm thì nó giết nợ mày tới chết luôn. Đũi lại vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Con bé đến khổ, mới hơn một tháng không về nhà mà giờ quay lại đã chẳng còn ai. Nó thất tha thất thểu ra quán nước ngoài chợ ngồi. Nó cứ ngồi thế, chẳng biết làm gì. Nhà cũng không có để về, còn nhà chồng nó có quay lại được nữa đâu. Chợt thấy bóng dáng ai như chị Loan chị giúp việc trong nhà thân nhất với nó đang chạy ủa đến. Đuổi, đuổi phải không? Cô đi đâu cả sáng không về hả? Em, chắc em không về đó nữa đâu. Anh đượm, đuổi ấp à ấp ống, đang không biết phải giải thích với chị Loan như thế nào. Thì chị Loan tiếp lời. Cậu đượm, cậu ấy giả điên đấy. Cô có biết không hả? Đuổi lúng túng, mọi chuyện đã bị lộ rồi sao? Cô không biết đâu, hồi sáng đã xảy ra một chuyện động trời kinh thiên động địa cậu đượm với bà điệp cãi nhau một trận om xòm rồi công an ập tới và áp giải bà điệp cùng với một người đàn ông lạ mặt đi rồi cậu đượm sau đó thì cũng bỏ đi đến giờ chưa về thế chị có biết chuyện gì không chị với con đào và thằng tư sợ hết hồn hết vía nghe đâu bà điệp ngoại tình với ông kia từ lâu cô hương là con của ông kia bảo sao ai nhìn cũng thấy bà điệp bênh cô hương chằm chặp bị ông Hiền phát hiện nên tính đuổi hai mẹ con khỏi nhà. Ông ấy còn để lại di chúc với bức thư kể rõ mọi sự tình, tính gửi lên thành phố cho cậu Đượm. Có ai mà ngờ đâu, bà Điệp lên kế hoạch cùng với ông kia sát hại ông Hiền. Thế bảo cậu Đượm cũng nghi ngờ từ lâu nhưng chưa có chứng cứ. Khổ thân, thế nên cậu ấy cứ giả khùng giả điên 5 năm trời để tìm chứng cứ, với lại tìm lại tờ di chúc với bức thư ông Hiền để lại thì ra mọi chuyện là như vậy thì ra kế hoạch của đượm là như vậy vậy là mọi chuyện đã thành công nên anh cho cô quay về nhà mẹ cô và anh không còn chút gì liên quan đến nhau nữa còn chị hương thì sao hả à, chị cô hương không biết gì cả cô ấy khóc lên khóc xuống cậu đượm bảo cho một buổi chiều để sắp xếp đồ đạc đi ra khỏi cái nhà này khổ thân vậy còn cô hồng thì sao đuổi lo lắng cho hồng những ngày tháng cay nghiệt ở nhà chồng nếu không có sự quan tâm của hồng thì không biết đũi có còn chống cự được đến ngày hôm nay hay không cô hồng là sốc nhất bỗng trông phát hiện ra sự thật mẹ thông đồng với người ngoài giết bố chị gái bấy lâu nay là chị gái chung mẹ khác cha rồi mẹ bị công an áp giải vào tù cô ấy khóc đến ngất đi đến giờ vẫn còn chưa tỉnh đũi thấy cay cay khóe mắt hoàn cảnh của hồng bây giờ đáng thương quá cô thương cả đượm. Chắc hẳn anh đã phải quyết tâm lắm mới dám phơi bày hết tất cả sự thật. Anh phải cứng rắn biết bao nhiêu mới dám đẩy mẹ ruột của mình vào con đường tù tội. Từ bận ấy, đuổi chẳng còn nơi nào để đi. Cô đành lên thành phố tìm kiếm việc làm. Thế nhưng cái sự đen đủi vẫn không chịu buông tha. Cô gái 18 tuổi lơ ngơ lóng ngóng trên đường thì bị bọn côn đồ cướp sạch hành lý. Cả 10 triệu mà đượm để lại cho cô cũng bị cuỗm đi không có nổi một nghìn trong ví, cô lang thang hết đầu đường xó chợ đi tìm việc làm. May thay, được một quán cơm bình dân vì thương tình nên nhận vào làm rửa bát, cho cô chỗ ăn chỗ ở. Công việc nặng nhọc vô cùng, quần quật cả ngày cả đêm. Thế nhưng cô cũng không nề hà mệt nhọc. Buổi sáng hôm ấy, đang ôm chồng bát đũa vào rửa thì đầu óc cô quay cuồng, xây sẩm mặt mày. Cô ngã phịch ra nền nhà, đưa vào viện cấp cứu thì người ta bảo cô đã mang thai được hơn 2 tháng rồi. Đũi ngớ người, cô cứ ngồi thần người mà rơi nước mắt. Cô chẳng thể nào ngờ được mình lại mang thai con của đượm. Ông trời ơi, cuộc đời của cô còn chưa đủ khổ sở hay sao? Mà lại biết cách trêu đùa cô như vậy chứ? Đợt ấy, ông chủ tính đuổi cô đi, không cho cô ở lại làm nữa. Bảo cô bầu bì ốm yếu như thế, thì làm sao làm nổi công việc nặng nhọc ở đây? may sao có chị chủ chị hoa thấy thương hoàn cảnh của cô côi cút nên giữ cô lại cũng nhờ có công việc ở quán cơm mà cô đã dành dụm được một khoản tiền để sinh nợ thẳng đăng sau này mẹ ơi con muốn ăn gà rán mẹ cho con đi được không đăng miên man suy nghĩ thì giọng nói của đăng làm cô bừng tỉnh cũng may là giờ đây cô đã có con trai cô gọi nó là hải đăng nó như ánh sáng thắp lên giữa cuộc đời cơ cực của cô. Thế mà đã có lúc cô đã từng ôm con đứng trên tầng thượng của bệnh viện, chỉ muốn nhảy xuống dưới để kết thúc cuộc sống này. Hồi ấy lúc sinh con, cơ thể quá yếu ớt nên cô được bác sĩ chỉ định mổ. Những ngày đầu mới mổ, nhìn xung quanh ai cũng có người thân chăm sóc. Một mình cô gượng dậy, cắn răng chịu đựng, vết dao cứa vào da thịt. Dậy cho con ăn, thay tã bỉm cho con, được ba ngày, thằng bé bị nổi mẩn đỏ khắp người. Một tay cô ôm vết mổ, một tay bồng bế con đi khắp khoa nhi, làm đủ mọi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân. Có những lúc cô đau đến xây dậm mặt mày, chỉ muốn ngất xỉu đi. Nhưng nghe tiếng khóc của con, cô lại gượng dậy, mạnh mẽ để bước tiếp. Cô cũng không biết là cô sinh ra con hay chính đứa con này là động lực để cô sống tiếp nữa. Cứ thế hai mẹ con đã dịu dắt nhau qua bao nhiêu rông bão của cuộc đời. Đến nay, thằng bé đã được 4 tuổi, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Hải Đăng thừa hưởng hết nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Nhiều lúc ngồi thơ thẩn ngắm con, đuổi lại nhớ về khuôn mặt ngày ấy của đượm. Đã mấy năm trôi qua, kể từ đêm đó, cô không còn gặp lại anh nữa. Thế nhưng, mỗi lần ngắm nhìn đôi mắt, khuôn miệng, đôi lông mày của hải đăng là cô lại nhớ về anh nó giống anh như đúc vậy đường phố sài gòn giờ tan tầm đông như mắc cười người người nối đuôi nhau tiếng còi xe inh ỏi cô quay lại phía sau dặn dò con trai đăng con ôm mẹ cho chắc kẻo ngã nhé tí mẹ chở con đi ăn gà rán tiếng trẻ con nũng nịu vang lên vâng ạ con yêu mẹ nhất cô mỉm cười nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu sau 4 năm, tuy chỉ là cô phụ bếp ở quán cơm bình dân, nhưng nhờ chịu khó ham học hỏi, cô được nhận vào làm phụ bếp ở một nhà hàng khá sang trọng. Mức lương hơn 7 triệu đồng một tháng. Những tháng cao điểm lễ Tết phải tăng ca nhiều thì mức lương lên đến 10 triệu. Xem như cũng đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Những tưởng cuộc đời này đã đối xử nhẹ nhàng hơn với cô bé đuổi ngày nào. Thì buổi chiều hôm ấy, một cuộc gọi điện thoại như xét đánh giữa trời quang khiến cho trái tim cô thắt lại đang làm dở việc phía sau bếp màn hình điện thoại nhấp nháy hiển thị cuộc gọi của cô giáo lớp con trai alo tôi nghe xin hỏi có phải là phụ huynh bé hải đăng không ạ à? chào cô giáo tôi đây ạ à? cháu đăng đang học tiết thể dục ngoài trời thì ngất lịm hiện đang được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện trợ giấy đuổi chỉ kịp nghe đến đấy cô đã hớt hải chạy thẳng vào bệnh viện bác sĩ cho hỏi con trai tôi sao rồi ạ à? cháu Hải Đăng hiện đã ổn, nhưng chúng tôi đang nghi ngờ cháu mắc phải chứng hẹp van động mạch chủ ở tim. Đũi như chết lặng, chân tay cô run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh úa ra ướt đẫm. Bác sĩ, bệnh này có nguy hiểm không ạ? Tùy vào thời điểm phát bệnh. Cháu đang phát bệnh sớm nên cần phải điều trị gấp để phòng trường hợp xấu xảy ra. Phụ huynh cứ vào thăm cháu. Bao giờ có kết quả chính xác, chúng tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với người nhà nhìn đứa con trai bé bỏng nằm trắng rợt trên giường bệnh mà lòng cô đau như cắt ông trời thật biết cách trêu đùa cuộc đời cô cầm đôi bàn tay nhỏ bé chẳng chịt kim tiêm mà lòng cô quặn thắt suốt cả một tháng sau đó hải đăng phải nằm điều trị trong viện chờ ngày phẫu thuật đũi vừa chạy qua chạy lại xin nghỉ nhiều thì không còn tiền để chăm con mà đi làm cả ngày biển biệt thì cô không cam lòng bốn năm nuôi con nhỏ hết bao nhiêu chi phí Cô cũng không dành dụm được nhiều. Chỉ mới hai tuần nằm viện, cô Như đã vét sạch số tiền tiết kiệm mấy năm qua. Bấm bụng gọi điện cho chị Mai, là hàng xóm thân thiết, cũng cùng chỗ làm với cô. Alo, chị Mai à? Ừ, đũi à? Thằng Đăng sao rồi em? Có đỡ hơn chưa? Có đỡ hơn chút rồi chị ạ. À? Chị, chị có tiền không? Em mượn đỡ ít tiền. Tháng sau nhận lương em gửi ạ. À. Chị cũng không có nhiều, còn hơn 3 triệu tiết kiệm để lát chị bán qua cho em hoàn cảnh của chị em cũng biết rồi đấy vâng ạ à, được thế là tốt rồi em cảm ơn chị nhiều nhé có được 3 triệu chỗ chị mai cũng không giúp đuổi vơi bớt nỗi lo nằm viện rồi mới thấy bao nhiêu tiền cũng không đủ bệnh của hải đăng lại tốn rất nhiều chi phí thuốc men đắt đỏ đang không biết làm thế nào thì điện thoại đổ chuông là cuộc gọi của chị mai chị vừa gửi tiền em kiểm tra xem nhận được chưa nhé vâng em cảm ơn chị nhiều lắm khách sáo gì đuổi này chị bảo có việc này em tranh thủ một hai tiếng đi làm buổi tối cũng kiếm được kha khá đấy việc gì thế hả chị chị biết em không thích mấy việc này nhưng giờ hoàn cảnh con cái thế việc này cũng không phạm pháp gì vâng chị chỉ cho em với ạ chị có bà chị họ đang cần người đi tiếp thị bia em ghé các quán nhậu rồi mời họ uống bia của mình xin phản hồi làm từ 7 giờ đến 9 giờ tối, lương mỗi ca là 500, nhận tiền ngay. Đũi thoáng lưỡng lự rồi nhận lời. Cô thừa hiểu tiếp thị phải làm những việc gì, nhưng giờ đây thứ cô quan tâm nhất là tiền. Nó là thứ duy nhất có thể giúp con trai cô khỏi bệnh. Tối đó tranh thủ cho Hải Đăng ăn xong, đũi ngỏ ý nhờ y tá xem giúp, con trai hai tiếng, để cô ra ngoài làm việc. Mặc trên người bộ đồ tiếp thị, chiếc váy xanh bó sát người, chỉ dài ngang hông, càng tôn lên dáng người cuốn hút của bà mẹ một con, làm nổi bật làn da trắng tinh của cô. Chị Liên, nhóm trưởng ca tiếp thị bia tấm tắc. Đũi, nhìn mày ngon quá. Đũi không nói gì, cô chỉ thấy ngại. Chiếc váy quá ngắn, quá bó sát, cô chưa từng mặc kiểu đồ thế này bao giờ. Chị Liên dẫn cô cùng năm cô gái trẻ khác đến từng quán bia để tiếp thị. Tới đâu, đũi cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Những gã trai thì nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, soi mói. Phụ nữ thì nhìn cô với ánh nhìn rẻ biểu, xem thường. Để ý thấy thái độ lúng túng của cô, chị Liên nói thầm. Kệ đi em, làm nhiều là quen thôi mà. Không có gì phải xấu hổ đâu em. Mình kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình. Tiếp thị đến quán thứ năm, đũi cảm thấy hơi chánh choáng say. Tới quán nào, người ta cũng yêu cầu cô phải uống cả một ly bia đầy. Cô chỉ là cô gái quê không quen với việc uống bia rượu, cộng thêm lúc tối vội vàng, chưa kịp ăn gì. "Chị Liên ơi, mình phải đi mấy quán nữa à?" "Hết quán này, đi thêm hai quán nữa là được nghỉ, ngày đầu tiên thế là đạt chỉ tiêu." "Được rồi, chỉ cần hai quán nữa thôi là cô sẽ được trở về với con." Cô cố gắng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, gượng cười rồi đon đả. "Chào các anh, mời các anh dùng thử bia của công ty em ạ." À? "Cô em" nào ngồi xuống đây uống với anh một ly Đũi biết việc này không thể tránh khỏi cô tươi cười cầm ly bia trên tay uống một hơi hết sạch mấy gã đàn ông trên bàn khoái chí vỗ tay đèn đẹp. một gã ngồi bên cạnh cô bắt đầu táy máy gã đặt bàn tay thô cạch lên vòng eo mảnh mai của cô dù cô đã cố gắng đẩy đi nhưng gã càng lấn tới càng lúc càng trượt dần xuống vòng mông của cô Đũi sờn cả gai ốc cô đứng phát dậy, chạy ra khỏi quán. May có chị Liên ở phía sau giải vây, nếu không thì đã có rắc rối lớn rồi. Đang cắm đầu chạy ra khỏi quán, đuổi bỗng đâm sầm vào người của một người đàn ông. Cú đâm khá mạnh, cộng với hơi men chuánh choáng trong người, khiến cô ngã sầm ra phía trước. Cô không sao chứ? Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay ra đỡ cô dậy. Đũi đưa mắt nhìn người đàn ông đỡ cô dậy. Cô sững người, dường như không thể tin nổi người đứng trước mặt cô là Đượm, người đã biến mất khỏi cuộc đời cô 5 năm. Đượm hình như cũng nhận ra cô, anh thoáng nhíu mày, nhìn xuống cô gái đuổi năm nào. Giờ đây như trở thành người khác, không còn cái vẻ ngây thơ hồn nhiên như anh biết. Khuôn mặt cô phấn son lẻ loẹt, chiếc váy ngắn cũn cỡn không đủ để che đậy cơ thể. Giờ đây cô chẳng khác gì so với những cô gái chơi bời trên thành phố hoa lệ này anh cứ chăm chăm nhìn đũi như vậy khiến cô bất giác co rúm người chào anh lâu quá rồi không gặp đượm vẫn không nói gì anh chỉ nhìn cô với ánh mắt phán xét xen chút gì đó tức giận thấy đượm không nói gì đũi có vẻ ngại ánh mắt của anh chắc chắn đã nhận ra cô có lẽ anh đang khinh bỉ cô chăng đũi chỉ biết cười trừ rồi quay bước vào quán tiếp tục công việc của mình đượm tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc quán gọi một ly bia anh chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của đũi cô ấy khác thật rồi cô ấy giờ đây biết đon đả gọi mời những gã trai đáng tuổi cha chú mình là anh biết cười đùa với bọn họ không hiểu sao anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu ngày ấy sau khi lật bài ngửa với mẹ anh bà điệp lòng anh đau như cắt ngàn vạn lần anh đã mong bà điệp không liên quan tới cái chết của bố anh Thế nhưng, ông trời thật biết cách giày vỏ anh. Bố mẹ anh lấy nhau do sự liên hôn của hai gia đình. Thời ấy, cha mẹ đặt đâu con không dám cãi, thế nên mới dẫn đến kết cục đau lòng như vậy. Vậy nên, anh không muốn mình lại rơi vào vết xe đổ của bố mẹ mình ngày trước. Anh cho đuổi trở về nhà, dự định sẽ nói rõ mọi chuyện với cô sau. Và lại lúc ấy, trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai tình cảm với Thảo Anh. Mối tình đầu của anh dù cho cô đã quên đi anh và có một gia đình hạnh phúc ngay sau khi biết anh bị bệnh như vậy lúc ấy đượm xa suốt những tưởng không thể vực dậy được chỉ trong một thoáng chốc cả gia đình anh tan đàn sẻ nghé nếu không vì chăm lo cho đứa em gái út là hồng thì anh đã biệt xứ mà ra đi rồi những ngày tháng sau đó anh có đến nhà đuổi để tìm gặp cô nhưng anh nghe được tin cả nhà cô đã không còn ở đây nữa anh thẫn thờ vì sao ai cũng rời bỏ anh đi hết vậy. Anh tìm cô trong vô vọng suốt mấy năm đầu. Anh có cho người dò la tin tức của cô trên thành phố, nhưng cũng bật vô âm tín. Anh những tưởng cô cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Thế nhưng tại sao đến lúc anh bắt đầu tìm được cho mình bến đỗ mới thì cô lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy? Rốt cục, dòng đời nghiệt ngã này đã làm gì mà khiến cô gái ngây thơ ngày ấy trở thành người phụ nữ như vậy? Nào, em phải uống hết với anh ly này, không được chối nhé. Em xin lỗi, em chỉ đi tiếp thị, và lại từ nãy em uống nhiều rồi, nên anh thông cảm giúp em. Gã đàn ông kia dường như không để tâm đến lời giải thích của đũi, một hai đòi cô phải uống hết ly bia kia. Ngay cả chị Liên cố ý đến giải vây giúp cô cũng không được. Tôi uống hết ly bia này giúp cô gái kia, được chứ? Đượm từ đâu chạy tới, giật phát ly bia trên tay gã đàn ông kia, rồi uống một hơi hết sạch. Nói rồi, anh kéo tay đuổi ra phía ngoài nhà hàng. Mấy năm qua em đi đâu? Vì sao em lại phải đi làm cái việc này? Cái việc này? Việc này thì sao? Em kiếm tiền trên sức lao động của mình. Có gì xấu hổ sao anh? Hơi men bắt đầu ngấm vào từng tấc da thịt, khiến đuổi trở nên bạo dạn hơn bao giờ hết. Cô có bao giờ dám to tiếng trước mặt đượm đâu? Chứ chưa nói là cãi lại như bây giờ. Đâu thiếu việc cho em làm. Tại sao cứ phải làm cái việc này? tự biến mình thành người như vậy hả? Tôi làm việc gì là quyền của tôi. Anh không có quyền can thiệp. Tôi có còn là vợ anh nữa đâu. Mà không phải. Phải nói là tôi với anh cũng chưa từng là vợ chồng. Đuổi nói rồi quay ngoắt bước đi. Những năm qua, lúc một mình sinh nở, một mình chăm con, ốm đau bệnh tật. Cô có nhớ đến đượm không? Có chứ. Cô nhớ anh quay quắt. Nỗi nhớ hóa thành sự trách móc, oán giận. Cô đã cố gắng đến như thế nào để sinh con, rồi nuôi nó đến giờ. Vậy mà vừa gặp lại, anh lại tỏ vẻ khinh thường cô như vậy, trong khi còn chưa hiểu rõ mọi chuyện về cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, đuổi gạt nước mắt rồi bắt máy. Là số của bệnh viện. Alo, tôi nghe. Đây có phải là người nhà bé Hải Đăng không ạ? À? Cho bé đang có biểu hiện xấu. Chị ý mau quay lại đi ạ. À? Đuổi điếng người. Con trai cô, nếu nó có bệnh hệ gì, cô sẽ không thể sống nổi mất đuổi không kịp thay quần áo, cô chạy vội ra đường lớn bắt xe. Thế nhưng đã hai ba chiếc xe chạy qua, vẫn không chịu dừng lại. Cô đi đâu? Tôi chở cô đi. Nhìn dáng vẻ lo lắng, hốt hoảng của đuổi khiến đượm không thể đứng yên. Anh có đi xe không? Anh chở giúp tôi vào bệnh viện, con trai tôi đang cấp cứu ở đó. Đượm nhanh chóng lấy xe chở đuổi vào bệnh viện, ngồi trên xe, trong đầu anh lảng vảng ba chữ, con trai tôi. Cô ấy đã có con rồi sao? cô ấy đã lấy chồng và sinh con vào lúc nào? Bác sĩ, con trai tôi sao lại phải cấp cứu? Hồi nãy tôi đi rõ ràng nó vẫn còn khỏe mạnh mà. Cô bình tĩnh, cho bé bị sốc với một thành phần của thuốc. Chúng tôi đã xử lý kịp thời, đợi một lát sẽ cho về phòng. Cô có thể vào thăm. Nghe được lời nói của bác sĩ, cô mới yên tâm được một chút. Đứng loạn choạng trên đôi guốc cao gót, khiến cô suýt ngã ra phía sau. Nhanh chóng có một vòng tay đỡ lấy cô, hơi thở đàn ông phả vào mặt khiến cô lúng túng anh còn chưa đi sao cảm ơn anh đã chở tôi tới đây không sao con cô bị bệnh gì vậy thằng bé bị bệnh tim đang điều trị chờ ngày phẫu thuật cô lấy chồng bao giờ chồng cô đâu sao để cô một mình vất vả như vậy câu hỏi của đượm khiến đũi lúng túng thì ra anh nghĩ cô đã lấy chồng và sinh con cũng đúng anh nghĩ thế cũng hợp lý mà đang định mở miệng trả lời thì từ xa có tiếng nói vọng đến, một cô gái mặc áo blue trắng chạy tới ôm chầm lấy cánh tay anh. "Đượm, sao anh lại ở đây giờ này? Anh tới thăm em à?" Đũi nhận ra ngay cô gái này, đây là Mai, y tá trưởng của khoa nhi, thường hay vào hỏi han bệnh tình của Hải Đăng. Nhận thấy vẻ mặt lúng túng của Đũi, Mai buông tay Đượm khẽ hỏi, "Chào cô, bệnh tình cháu Hải Đăng sao rồi?" "Cháu đang trong phòng cấp cứu, lát nữa sẽ được trở về phòng bệnh ạ." hai người quen biết nhau sao đượm mở lời à cô ấy là người nhà bệnh nhân nằm ở khoa em thế anh quen cô ấy sao đượm thoáng ngập ngừng cô ấy là người quen dưới quê của anh vô tình gặp lại nên có đi nhờ xe thôi trùng hợp vậy nhỉ vậy tiện đây anh chở em về nhé em cũng vừa tan ca ừ để anh ra lấy xe đượm khẽ đưa mắt nhìn đuổi đi được một đoạn anh còn ngoái lại nhìn phía sau Bóng dáng cô đơn của đũi trải dài trên hành lang bệnh viện khiến lòng anh cảm thấy có chút chua xót. Tối đó về nhà, anh cứ mãi suy nghĩ về cô. Con trai cô bệnh nặng, vậy có lẽ cô đi làm việc đó chỉ muốn kiếm thêm tiền để trang trải chi phí cho con thôi, đúng không? Vậy là anh đã trách nhầm cô rồi, đúng không? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh không thể ngủ được. Bầu không khí ở bệnh viện buổi sớm mai cũng không dễ thở hơn chút nào tiếng xe cấp cứu ẩm ĩ ra vào không ngớt tiếng bước chân rồn rập ngoài hành lang bệnh viện khiến người ta lo lắng cả tối đó đuổi không thể nào chợp mắt phần vì phải chăm con trai phần vì những cảm xúc gợn lên trong lòng cô khi cô gặp lại đượm cô đuổi sức khỏe cháu bé tối qua sao rồi Làm mai mỗi sáng cô đều tới để kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân trong phòng cháu có tỉnh táo lúc này vừa dậy để ăn chút cháo rồi ạ cô đừng quá lo nhé, cháu còn bé, tiêm nhiều loại thuốc trong người thì điều đó là không tránh khỏi. tôi biết, cảm ơn cô. tôi không ngờ cô lại là người quen của anh đượm đấy. vâng, chúng tôi có quen biết ạ. À? linh cảm của người phụ nữ thường rất đúng. ngay từ giây phút bắt gặp đượm đứng trên hành lang bệnh viện với đuổi, mai đã nhận thấy có điều gì đó bất thường. thái độ lúng túng của anh, cả ánh mắt trốn tránh của đuổi khiến lòng cô không yên mai đã mất hơn một năm mới có thể theo đuổi được đượm cô và anh sắp tiến tới hôn nhân cô không thể để bất cứ việc gì chen chân vào mối quan hệ này anh đượm có nhờ tôi quan tâm cháu đăng hẳn là hai người quan hệ không tồi không giấu gì cô chúng tôi sắp sửa kết hôn hai nhà đang gặp nhau để bàn chuyện rồi vậy à chúc mừng cô nhé đuổi nói mà lòng lạnh như băng cô cố gắng gượng cười để che đi nỗi đau xót đang dâng lên trong trái tim nhìn Hải đang nằm im lìm trên giường bệnh, khóe mắt cô cay xè. Bố của con sắp lấy vợ rồi. Mẹ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi con. Không thể cho con một gia đình nguyên vẹn. 11 giờ trưa, Hải Đăng lúc này mới tỉnh hơn một chút. Đứa trẻ ngoan đến khiến người ta đau lòng. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc thế ạ? À? Đuổi ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nước mắt cũng vô thức chảy dài trên gò má. Con tỉnh rồi à? con thấy thế nào, có khỏe hơn không? Con không sao mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con hứa sẽ khỏi bệnh để cho mẹ khỏi đau lòng. Ừ, con ngoan. Đũi ôm chầm lấy đứa bé con bé bỏng vào lòng, đứa con trai đáng thương của cô, từ nhỏ đã phải chịu cảnh cơ cực cùng cô. Ấy thế mà, cô cũng không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Đũi không để ý có tiếng bước chân tiến sát gần bên cạnh một giọng nói quen thuộc vang lên đũi cô giận mình quay lại đã lâu cô không được nghe ai đó gọi tên cô thân thiết như vậy là đượm sao anh lại tới đây vào giờ này chào anh anh tới đây có việc gì thế tôi tới thăm cháu dù gì tôi và cô cũng không phải xa lạ gì chào cháu cháu là con của mẹ đũi đúng không cháu chào chú ạ ngoan chú có mang chút bánh đến con có ăn được không vâng ạ à, cháu cảm ơn chú đứa bé này đáng yêu quá khiến đượm không thể nào rời mắt không hiểu sao anh cảm thấy quen thuộc lắm khuôn mặt nó có chút gì đó rất giống bố anh giống cả cái hồng hay nói đúng hơn là giống cả anh nữa một suy nghĩ thoáng nảy ra trong anh cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi dạ cháu bốn tuổi ạ à. bốn tuổi đượm giật mình nếu là bốn tuổi thì chẳng phải đăng con ăn đi mẹ và chú ra ngoài có chút việc nhé đũi nói rồi kéo tay đượm ra ngoài hành lang cô khẽ giọng anh hỏi một đứa trẻ nhiều thế làm gì nó đang bệnh mới tỉnh nữa đũi chồng em đâu sao không thấy chồng chồng em mất rồi anh ấy mất lâu rồi đũi ngập ngừng cái vẻ ngập ngừng của cô không qua nổi mắt đượm anh hỏi em đang nói dối anh phải không tại sao em phải nói dối anh anh nghĩ nhiều rồi đuổi cố nói, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh. Cô đang trột dạ. Cô cũng đâu làm gì sai trái. Cả anh nữa, anh cũng không hề sai. Đứa bé được sinh ra cũng không có lỗi. Lỗi là hoàn cảnh đưa đẩy cho cô gặp lại anh vào lúc này. Cô cũng không thể bắt anh chịu trách nhiệm. Cô cũng không thể phá nát hạnh phúc của anh được. Cô chỉ có thể ậm ừ nói dối cho qua chuyện mà thôi. Đứa bé được 4 tuổi. Anh không nghĩ đây chỉ là trùng hợp đâu em xin anh anh đừng hỏi nữa có những chuyện không nhất thiết phải biết rõ chân tướng đâu anh đũi nói rồi chạy luôn vào phòng bệnh cô không phải là người nói dối giỏi đượm hiểu rõ điều đó hơn ai hết thái độ đó của cô càng khiến đượm tin chắc vào suy nghĩ của anh hôm đó từ bệnh viện về đượm chạy xe ngay về quê quay lại ngôi nhà mà anh chỉ trở về vào ngày dỗ bố trong nhà giờ chỉ còn lại chị loan thấy anh về chị ấy cũng sững người. Cậu Đượm, sao cậu lại về đây lúc này? Tôi có việc, về một chút sẽ đi ngay. Đượm nói rồi chạy thẳng vào phòng. Anh Lục tìm cuốn album ảnh cũ. Lật giờ hồi lâu, anh cũng tìm được bức ảnh ngày xưa của cả gia đình. Bức ảnh năm người. Có bố mẹ anh, có chị Hương, có anh và cả Hồng. Anh nhìn ngắm lại hồi mình còn nhỏ. Nét mặt này giống hệt với con trai của đũi. Lật giờ những bức ảnh tiếp theo hồi anh năm sáu tuổi, nét mặt đó vẫn y chang. Anh gỡ tấm ảnh rồi cất vào túi áo. Dường như anh đã có câu trả lời cho chính mình. Dù đuổi có chối cãi thế nào thì nét mặt của con trai cô và anh hồi đó giống nhau như đúc là điều không thể chối cãi. Cả một đoạn đường dài lên thành phố, đượm không thể ngừng suy nghĩ về cô gái nhỏ bé ấy. Năm năm qua, cô ấy đã trải qua những gì để nuôi dưỡng một đứa bé không phải là điều dễ dàng. Đượm với tay gọi điện cho Quân, trợ lý của anh. Alo, anh Đượm à. Quân, em điều tra giúp anh một người, càng nhanh càng tốt, anh sẽ gửi thông tin và tin nhắn cho em. Vâng ạ. À. Tối đó vừa bước chân về nhà, Đượm đã thấy Mai lúi húi ở trong bếp. Anh về rồi à? Anh đi đâu cả ngày nay, em không gọi được thế. Sao em lại ở đây? Anh quên à, em có chìa khóa mà. Em tính làm cho anh bất ngờ, mà có vẻ anh không vui gì nhỉ? đầu có, đi cả ngày nên anh hơi mệt. Anh tắm rửa thay quần áo đi, em đã dọn sẵn đồ ăn rồi. Ừ, đợi anh một chút. Bữa tối trôi qua trong bầu không khí khá gượng gạo. Tâm trí anh lúc này chỉ mải suy nghĩ về chuyện của đũi. Anh biết điều đó là không phải với Mai, nhưng anh không thể ngăn trái tim mình. 11 giờ tối, có cuộc gọi của quân. Anh Đượm, em đã điều tra xong rồi, Cô Đũi hiện đang làm phụ bếp ở nhà hàng Sen Vàng, cùng con trai ở trọ tại quận Tân Bình. Con trai hơn 4 tuổi và chưa có chồng ạ. À? Ừ, anh biết rồi. Thế là đã quá rõ. Việc điều tra chỉ để anh lấy thêm dũng khí để tiến đến gần hơn với cô mà thôi. Đường phố lúc 11 giờ đêm vắng lặng như tờ. Tiếp trời oi bức hầm hập của ban ngày được thay bằng không khí mát mẻ dễ chịu hơn. Đượm không ngủ được, anh quyết định sẽ vào bệnh viện anh muốn nhìn qua con trai một chút. Anh cảm thấy có lỗi với nó vô cùng. Lặng lẽ, đứng ngoài hành lang bệnh viện, ngắm nhìn con trai và đuổi đang ngủ say. Khóe mắt anh không biết đã cay xè từ lúc nào. Ơ ừ anh, sao anh lại ở đây giờ này? Đượm xứng người, không ngờ anh lại bắt gặp Mai ở đây. Anh tưởng hôm nay em không có ca trực. Một chị trong tổ có việc gấp nên nhờ em trực thay anh không ngủ được nên đi dạo chút, mình ra ngoài này ngồi một lát được không em? Vâng anh. Trong lòng Mai dâng lên một niềm chua xót, vì sao Đượm lại ở đây vào giờ này? Vì sao anh lại đứng trước phòng bệnh của Hải Đăng? Ánh mắt của anh, vì sao lại ra giết đến như vậy? Mọi câu hỏi dường như Mai đã tìm thấy câu trả lời, thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn luôn phủ nhận điều đó. Khuôn viên bệnh viện giờ này chẳng có ai ngoài Đượm và Mai. Cả hai im lặng hồi lâu, dường như ai cũng có hàng trăm điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể ngỏ lời. Hồi ấy, trong một cuộc gặp gỡ giữa bạn bè, lần đầu tiên gặp đượm, Mai đã bị anh thu hút. Ở đượm, toát ra vẻ gì đó khuyến rũ cô lạ thường. Anh lạnh lùng ít nói, ánh mắt luôn nhìn xa xăm, có chút gì đó cô độc lắm. Cũng chính cái vẻ lạnh lùng đấy mà Mai luôn cảm thấy cô và anh dường như không ở cùng một thế giới. Anh cứ lúc xa lúc gần, cô không thể hiểu nổi. Ẩn sau ánh mắt buồn thăm thẳm, vẻ cô đơn sầu muộn của anh là gì? Có lẽ chăng, điều cô suy đoán chính là sự thật. Mai, có chuyện này, anh nghĩ mình cần phải nói rõ với em. Lời nói của đượm khiến Mai tròn tỉnh. Cô muốn biết, nhưng cô cũng không đủ can đảm để đón nhận nó. Bố mẹ bảo cuối tuần anh sang nhà ăn cơm, tiện thể bàn chuyện kết hôn của tụi mình đấy mai em phải biết trước chuyện này chuyện này rất quan trọng và anh không thể giấu em được em không cần em chỉ cần có anh thôi chúng mình kết hôn rồi hãy tính được không anh đứa trẻ tên hải đăng là con trai của anh lời nói của đượm nhẹ bẫng thế nhưng nó lại khiến cả thế giới trong mai sụp đổ khoe mắt cô cay xè giọng nói nghẹn ngào đến đáng thương anh đùa em có phải không anh cũng mong đó chỉ là trò đùa nhưng không phải, nó là sự thật. Đượm lấy trong túi áo ra một bức ảnh đặt vào tay Mai. Đây là tấm ảnh hồi nhỏ của anh. Anh nghĩ em hiểu mà, đúng không? Mai nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên tay. Đứa trẻ ngày ấy trong bức ảnh giống hệt với Hải Đăng. Bệnh nhân mỗi ngày cô đều tới điều trị. Anh và Đũi đã từng là vợ chồng. Năm năm trước, dưới sự sắp đặt của mẹ, anh đã lấy đũi sau đó vì một số chuyện mà cô ấy bỏ đi đến giờ gặp lại đứa bé này lại giống hệt anh mai anh xin lỗi vì đã không nói với em chuyện này sớm hơn mai im lặng cô không biết phải nói gì nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp con trai anh giờ nó đang bệnh nặng anh có lỗi với nó rất nhiều bao nhiêu năm qua đã không ở bên chăm sóc nó giờ đã biết rõ mọi chuyện anh không thể nào bỏ mặc nó thêm một lần nữa Mai, xin em hãy hiểu cho anh, được không? Em chỉ hỏi anh một chuyện. Anh chỉ cần trả lời, có hoặc không cho em. Em hỏi đi. Anh có yêu đuổi không? Đượm im lặng. Anh không biết phải trả lời Mai thế nào. Hay nói đúng hơn, đến chính cả bản thân anh cũng không biết câu trả lời. Ngày ấy, anh tìm đuổi trong vô vọng không biết bao nhiêu lần. Anh đã thẩm trách mình vì đã để cô ra đi trong ấm ức như vậy. Giây phút đầu tiên gặp lại cô, ra đi sau 5 năm, trái tim anh đã luôn không ngừng nhớ về cô. Nói không yêu thì chắc chắn anh đang tự dối lòng mình. Cái sự im lặng của đượm càng khiến Mai chua xót. Cô có thể chấp nhận việc chồng có một đứa con riêng, miễn là anh yêu cô, anh muốn ở bên cô. Thế nhưng, trái tim anh đang đặt ở chỗ người phụ nữ khác. Liệu một người phụ nữ kiêu hãnh như cô có thể chấp nhận được điều này hay không? Tại sao anh không trả lời em? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em rất nhiều. Được, em hận anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Mai nói rồi đứng dậy bỏ đi. Cô chỉ muốn Đượm gọi cô quay lại, chỉ cần anh xin cô đừng đi. Chỉ cần anh nói sẽ cố gắng vì cô, chỉ cần anh nói sẽ kết hôn với cô. Dù chỉ là nói dối, cô cũng sẽ đồng ý ngay mà không chần chừ. Thế nhưng, Đượm chỉ im lặng không một lời nhíu kéo alo chị Ý liên ạ à? đuổi mày có làm nữa không thì bảo để chị còn tìm người khác đuổi ngập ngừng rồi trả lời có ạ à? để em nhờ người trông con rồi tới ngay ạ à? ngàn vạn lần cô không muốn làm công việc đó thế nhưng hàng trăm thứ tiền đổ lên đầu cô không thể từ chối hải đăng con ở đây ngoan cùng cô y tá mẹ đi lát nữa về nhé vâng ạ à, mẹ đi kiếm tiền đưa con đi chơi bóng nhé Cô hôn chuột vào má con trai. Hải Đăng rất ngoan. Từ nhỏ đã quen với việc mẹ phải đi làm. Nên thằng bé không bao giờ nũng nịu đòi cô ở nhà với nó. Cô nhờ y tá trong hộ đứa bé, rồi tranh thủ đi làm kẻo muộn giờ. Tầm 7 giờ tối, đang ngồi xem hoạt hình. Hải Đăng giật mình vì tiếng gọi. Cháu khỏe chưa? Hôm nay thế nào? Thằng bé ngửa mặt lên, bắt gặp khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc vô cùng. Cháu khỏe rồi ạ. Chú đến tìm cháu sao? Ừ, chú mang đồ chơi đến cho Hải Đăng này. Wow, à, thích quá. Cháu cảm ơn chú nhiều nhé. Hải Đăng đón nhận đống đồ chơi trên tay mà mừng rỡ vui sướng. Chiếc ô tô điều khiển với cả siêu nhân bắn tơ. Đã từ lâu là niềm ao ước của cu cậu. Mẹ cháu đâu? Sao chú không thấy? Mẹ cháu bảo đi làm kiếm tiền. Lát nữa sẽ về với cháu ạ. À? Đượm khẽ nhíu mày. Đuổi làm gì vào giờ này? chắc hẳn là cô lại đi làm công việc đó trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng đăng cháu ở đây một lát nhé chú đi rồi sẽ quay lại ngay vâng ạ à, bye bye chú nhé đượm lái xe đi một vòng dọc con đường mà hôm trước đã tình cờ gặp đũi anh đi tìm một hồi lâu thì thấy cô đang ngồi với mấy gã trai uống bia miệng cười đon đả đũi ra đây đi vừa nói anh vừa nắm tay cô kéo sành sạch ra ngoài anh làm gì vậy? Em đang làm việc. Em làm việc gì ở đây? Em cười cười nói nói với đàn ông hả? Em làm việc là việc của em. Mắc mớ gì anh phải xen vào. Em bỏ con một mình rồi chạy ra đây thế mà là mẹ hả? Em phải đi kiếm tiền. Phải có tiền mới có cái mà ăn mà chữa bệnh. Anh không biết sao được. Em có phải thiếu da như anh đâu. Em phải nai lưng kiếm tiền từng đồng một đồ mồ hôi nước mắt mới có được. Anh không hiểu được đâu. Đũi vừa nói vừa khóc bao nhiêu uất ức tủi nhục cô không thể gắng gượng được một phút giây nào nữa lời nói của cô khiến trái tim đượm đau thắt anh ôm chặt cô gái nhỏ bé vào lòng bao nhiêu năm qua không cần hỏi anh cũng biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện đuổi anh xin lỗi anh xin lỗi em và con rất nhiều tha lỗi cho anh được không đuổi sững người anh đã biết tất cả rồi sao anh buông ra đứa bé và cả em đều không liên quan gì đến anh hết đứa bé giống hệt anh hồi nhỏ. Em giải thích thế nào hả? Đến mức này, đuổi không thể chối cãi nữa. Không phải, anh đã bảo em ra đi sao? Bao nhiêu năm qua, mẹ con em vẫn sống được, không phiền đến anh. Và lại, anh cũng chuẩn bị kết hôn, còn ra vẻ quan tâm đến mẹ con em như vậy, làm gì nữa? Đuổi, về với con đi, đừng làm việc này nữa. Anh sẽ chu cấp tiền chữa trị cho Hải Đăng. Nó là con trai anh mà, anh phải có trách nhiệm đúng không? em đừng cố làm những việc mà mình không thích nữa. Đuổi, được không? Lời nói của đượm chân thành và ra diết vô cùng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo, ngập tràn nước mắt của đuổi, khiến trái tim cô đập liên hồi. Bây giờ và cả 5 năm, năm về trước, cô đều như vậy, đều yêu anh ra giết. Đũi chào chị Liên rồi lên xe quay về bệnh viện. Cô tạt vội qua nhà để thay bộ quần áo thường ngày mình mặc, mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn trước mặt đượm khiến cô cảm thấy rất căng thẳng. À, mẹ về, sao mẹ về sớm thế? Con mới có đồ chơi mới, mẹ có chơi không ạ? À? Hải đăng thích nhỉ? Ai mua cho con đấy? Là chú đượm mua à? Bạn gấu lớp con bao giờ cũng khoe có bố mua ô tô, mà con thì không có. Bây giờ con đã có chú đượm mua rồi. Hôm nào đi học, con nhất định sẽ khoe với bạn gấu, cho bạn ấy biết mặt. Lời nói ngây ngô của trẻ con lại vô tình khiến cho người lớn chua xót. Vậy sau này chú sẽ mua nhiều đồ chơi cho Hải đăng nhé, được không? Được ạ, à, chú dẫn cháu đi chơi nhà bóng nữa nhé, lúc nào cũng chỉ có mẹ cháu đưa đi thôi. Được, chỉ cần cháu ăn giỏi, chịu khó chữa bệnh, chú sẽ đưa cháu đi khắp nơi. Vâng ạ, à, thích quá. Mẹ ơi, mẹ có thích không? Ừ, con thích là được rồi. Muộn rồi, đi ngủ sớm mai chơi tiếp nhé. Vâng ạ. À. Chỉ một lát sau, Hải Đăng đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, miệng nó còn nhòe nụ cười. Cô biết Hải Đăng rất thèm có bố. Đã bao lần nó hỏi cô bố nó ở đâu? Sao không dẫn hai mẹ con đi chơi như bao gia đình khác? Những lúc ấy cô chỉ biết ậm ừ lấy lệ. Chẳng biết trả lời thế nào cho con hiểu. Thế nhưng giờ đây, đượm ngỏ ý sẽ chăm sóc nó. Cô sẽ không từ chối. Đứa bé là con anh, anh cũng cần có trách nhiệm. Và lại, chi phí chữa bệnh rất lớn khoản tiền này cô không thể gồng gánh nổi anh và chị mai hai người sắp kết hôn có đúng không trước đây là như vậy chị ấy có biết chuyện về hải đăng không anh đã nói rồi cô ấy có quyền được biết về chuyện này lại im lặng không khí im lặng bao trùm cả hành lang bệnh viện có rất nhiều chuyện dẫu biết là sai nhưng cũng không còn cách nào cứu vãn em mong mình không phải là nguyên nhân khiến anh chị dạn nứt bao nhiêu năm nay em và con vẫn sống tốt anh muốn chăm sóc thằng bé em không có quyền ngăn cấm nhưng chị thế thôi em không muốn mọi việc tiến xa hơn muộn rồi anh về nghỉ đi em phải vào với con đũi đứng dậy định bước vào trong thì một câu nói của đượm khiến tim cô thắt lại anh đã từng đi tìm em rất nhiều lần nhưng không được anh đã tự trách mình rất nhiều vì đã không giải thích rõ ràng mọi chuyện với em. Không có câu trả lời của đũi, anh nói tiếp. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho hai mẹ con. Chuyện của anh và Mai, anh sẽ tự sắp xếp. Em không có lỗi gì trong chuyện này. Anh đã liên hệ được với giáo sư giỏi nhất của bệnh viện. Họ đã sắp xếp lịch mổ. Việc của em bây giờ là chăm sóc cho con tốt. Mọi chuyện đã có anh lo. Em vào nghỉ sớm đi. Đượm nói rồi đứng dậy ra về, cái bóng dáng liêu siêu của anh trải dài trên hành lang bệnh viện. Hôm nay là ngày mà Hải đang xuất viện, sau hơn hai tháng nằm viện. Hôm nay, cu cậu mới được về nhà. Mẹ ơi, chú Đượm đâu? Sao hôm nay chú ấy không tới hả? Chú Đượm bận việc, mẹ dặn con rồi mà, đúng không? Không được làm phiền chú Đượm. Vâng ạ. Hải đang nói, mà vẻ mặt buồn so một tháng vừa qua hầu như mỗi ngày đượm đều ghé thăm cậu mang bao nhiêu là đồ chơi chuyện trò với cậu nó quý chú đượm lắm có hôm nó còn bảo với mẹ mẹ ơi ước gì chú đượm là ba con nhỉ đến lúc ấy con sẽ khoe với thằng gấu cho nó tức chơi đang buồn so thì cu cậu bỗng reo lên a chú đượm tới thế mà mẹ đuổi bảo chú sẽ không tới đâu ai bảo hôm nay là ngày hải đang xuất viện làm sao mà vắng mặt chú được? Ngồi trên xe ô tô, Hải Đăng cứ líu lo không ngớt. "Mẹ ơi, thế bao giờ thì mình đi chơi bóng hả mẹ? Để hôm nào rảnh mẹ chở con đi nhé. Thế chú Đượm có đi không hả mẹ?" "Không, chỉ có mẹ con mình đi thôi, chú Đượm bận việc mà." "Thế Đăng có muốn chú đi không nào?" Đượm nói, giọng nói của anh ấm áp đến kỳ lạ. "Có ạ, à, con thích chú Đượm đi cùng lắm ạ." À. Thế thì ngày mai chú chở hai mẹ con đi nhé. Vâng ạ. Được đồng ý, nên cô cậu cười tít cả mắt. Cái không khí hạnh phúc này đã từ lâu cả đượm và đũi đều không cảm nhận được. Bước vào phòng trọ của cả hai mẹ con. Đượm sững người. Phòng trọ chỉ vòn vẹn 20 mét vuông. Trời mùa hè nóng như đổ lửa. Chiếc quạt cắp trong phòng không đủ để xua bớt cái nóng. Hải đang còn yếu. Em tính để nó ở lại đây sao? Từ nhỏ, nó đã ở đây quen rồi. Không sao đâu anh. Em và con dọn về nhà anh ở đi. Ít nhất là cho tới lúc con khỏe hẳn. Anh sẽ thuê cho hai mẹ con một căn phòng khác, tốt hơn ở đây. Đũi ngập ngừng rồi đồng ý. Vì muốn tiết kiệm chi tiêu, nên cô đã thuê căn phòng này. Cô cũng muốn đổi phòng từ lâu, nhưng chưa được. Thế là hai mẹ con lại lóc cóc xếp hành lý sang nhà được. Khỏi phải nói, người vui nhất là Hải Đăng. Cô cậu nói cười khiến cho Đũi cũng phải bật cười. Cuộc sống của Đượm từ khi có thêm mẹ con Đũi đã thay đổi rất nhiều. Mỗi tối, lúc tan làm, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh. Có lẽ đây chính là thứ hạnh phúc mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Anh dự định sắp tới sẽ cầu hôn Đũi, anh sẽ cùng cô vun vén tổ ấm nhỏ này. Nhất định anh sẽ bù đắp lại quãng thời gian mà cô đã khổ sở kia. Anh không chắc đũi có đồng ý hay không, nhưng anh sẽ thành tâm hết mình. Nếu lần này không thành công thì sẽ còn lần sau nữa. Có Hải đang bên cạnh là cầu nối, ước mơ của anh chắc chắn sẽ hoàn thành. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong câu chuyện lấy nhầm chồng điên được chồng như ý. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe câu chuyện, xin chân thành cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh